Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 601, tìm hắn phụ trách. Sao cậu còn ở đây? Ninh Khiết vốn đã hả giận, nhưng khi nàng thấy Hạ Thiên đang đứng cách đó không xa thì cơn tức lại từ dưới lòng bùng lên. Này, chúng tôi sao không được ở đây? Hạ Thiên không nói nhưng Tiểu Yêu Tinh lại đón lời. Chỗ này không phải nhà cô, chúng tôi đứng đây cô quản được sao? Sao cô không biết nói lý lẽ như vậy? Cẩn thận kẻo tôi hách cô. Hừ, tôi đi. Ninh Khiết bị những lời của Tiểu Yêu Tinh làm cho không kịp phản bác, nàng kéo Trương Đan đi về phía chiếc Rolls Royce ở ven đường, nàng không thể trêu vào thì bỏ đi chẳng được sao. Hai người lên xe, Ninh Khiết hỏi Trương Đan. Còn muốn đi đâu chơi không? Thôi, mình về, tối nay còn bản thảo cần hoàn thành. Trương Đan suy nghĩ rồi nói. Vậy thì được, trước tiên mình đưa bạn về nhà. Ninh Khiết gật đầu, sau đó nàng phân phó tài xế. Lái xe đi. Vâng, Ninh tiểu thư. Lái xe lên tiếng, xe nhanh chóng được khởi động. Này Ninh Khiết, rốt cuộc bạn có quan hệ gì với Hạ Thiên? Những gì hắn nói có phải là thật không? Một lát sau Trương Đan lại không nhịn được. Ninh Khiết có chút buồn bực. Trương Đan, thật sự mình không có quan hệ gì với cậu ta, bạn đừng đoán mò. Ninh Khiết dừng lại một chút rồi đành bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật. Khi cậu ta chữa bệnh cho tôi, cậu ta bắt tôi phải cởi sạch quần áo, vì vậy mới có sự việc thế này. Sao, như vậy cũng được à? Trương Đan ngạc nhiên, sau đó nàng hưng phấn hỏi. Như vậy cậu ta không nói dối, như vậy cậu ta có lợi dụng lúc cậu không mặc gì để mò mẩm vài cái cho vui không? Trương Đan, bạn đừng đề cập đến những vấn đề này được không? Bây giờ mình vẫn còn cảm thấy rất bức bối. Ninh Khiết tỏ ra không thể làm gì được. Trương Đan này sao lại nói nhiều thế nhỉ? Sao lại nhắc đến những vấn đề như vậy? Lúc này Trương Đan cũng tỏ ra thành thật. Ninh Khiết, đây là chuyện lớn đấy nhé, Hạ Thiên chiếm đại tiện nghi của bạn, bạn phải bắt hắn phụ trách chứ. Ninh Khiết chợt dở khóc dở cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là thế kỷ nào rồi, còn phải phụ trách sao? Bạn cho là thời cổ đại à? Hơn nữa người ta giúp mình chữa bệnh, cũng không làm gì khác. Quan tâm nhiều như vậy làm gì, tóm lại là bạn cần phải bắt hắn phụ trách, cần phải cướp hắn làm bạn trai. Trương Đan vẫn không cho là đúng. Ý kiến này không được, hơn nữa mình cũng không thích tên kia, bạn vừa thấy rồi đấy, tên kia không biết còn bao nhiêu tình nhân. Ninh Khiết nghĩ đến sự việc vừa rồi mà vẫn còn căm tức. Này, Ninh Khiết, bạn đã nghe qua câu nói này chưa? Trương Đan hỏi. Ninh Khiết có chút mơ hồ. Câu nói gì? Muốn xem một người đàn ông có vĩ đại hay không thì nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Trương Đan nghiêm trang nói. Bạn nhìn những phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên xem, Mộc Hàm kia là một trong bốn đóa hoa thủ đô, rất lợi hại. Còn nữa, hai người đẹp vừa rồi ở bên cạnh cậu ta, đặc biệt là đại mỹ nữ trưởng thành kia, khí chất đó không phải của kẻ tầm thường, đàn ông như vậy tuyệt đối là cực phẩm. Mình không phải đã nói với bạn rồi sao? Tên kia có 10 người phụ nữ như vậy, mỗi người đều không tầm thường. Ninh Khiết không biết nói gì hơn, điều này đúng là ngụy biện, dựa theo cách nói của Trương Đan, chẳng phải đàn ông càng lăng nhăng thì càng ngon, sao? Bây giờ bạn cũng không phải bình thường, bạn có thể tranh giành với các cô ấy không? Trương Đan một lòng muốn góp Ninh Khiết và Hạ Thiên vào cùng một nồi. Ninh Khiết có chút bất đắc dĩ. Bạn cảm thấy mình thật sự vượt qua người ta sao? Bạn có biết đại mỹ nữ vừa rồi là ai không? Là ai? Trương Đan rất có hứng thú với vấn đề này. Cô ấy là Diệp Mộng Oánh, là chủ tịch tập đoàn Thiên Nam, tài sản cá nhân hơn 10 tỷ. Ninh Khiết nhìn Trương Đan. Còn nữa, bạn nói thật lòng xem, mình có đẹp bằng Diệp Mộng Oánh không? Có bằng dáng người của Diệp Mộng Oánh không? Sao, người này có tiền vậy sao? Trương Đan lập tức kinh ngạc, sau đó nàng cười ngượng ngùng. Điều này, Ninh Khiết, thật ra bạn dù không đẹp bằng Diệp Mộng Oánh nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dáng người của bạn cũng không kém, bạn chẳng qua chỉ không đầy đặn bằng cô ấy thôi. Tóm lại bạn cũng đừng kéo mình và hắn vào cùng một chỗ, điều đó là không thể. Ninh Khiết tức giận nói. Trương Đan thầm nói một câu. Nghe nói trên đời này không có gì là không thể. Ninh Khiết hoàn toàn không biết nói gì hơn, nàng quyết định không nói chuyện với Trương Đan. Người này quá bát quái, sao lại cảm thấy Hạ Thiên là đàn ông cực phẩm cho được. Ninh Khiết càng nghĩ càng không hiểu. Vì sao trên đời này ngoài Trương Đan vẫn còn nhiều người đẹp cảm thấy Hạ Thiên kia là kẻ tốt,
cam tâm tình nguyện cho hắn leo lên. Ngay cả Diệp Mộng Oánh cũng không chú ý đến thân phận, nàng còn biết còn có vài người thân phận còn cao hơn cả Diệp Mộng Oánh, cũng bảo trì mối quan hệ với Hạ Thiên. Kỳ quái, cô gái vừa rồi là ai? Ninh Khiết lầm bầm nói, theo nàng biết thì trong đám phụ nữ có quan hệ với Hạ Thiên, hình như không có mấy cô gái nhỏ. Ninh tiểu thư, đó là Triệu Yêu Yêu. Lái xe đột nhiên nói một câu. Là công chúa của Triệu gia, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì đừng nên xung đột với cô ấy. Cái gì, chính là Triệu gia? Ninh Khiết chợt kinh hoàng, bây giờ nàng tất nhiên đã biết vài chuyện về các đại gia tộc ở thủ đô. Đúng vậy Ninh tiểu thư, đó là Triệu gia đệ nhất gia tộc ở thủ đô. Tên lái xe khẳng định. Ninh Khiết chợt yên lặng, Trương Đan lại một lần nữa phát hiện ra Hạ Thiên không chỉ là thần y, hơn nữa còn là thần nhân. Ngay cả công chúa của đại gia tộc đệ nhất thủ đô cũng nắm vào trong tay. Lúc này ở bên kia Tiểu Yêu Tinh cũng kéo tay Hạ Thiên truy vấn. Chồng chồng, Ninh Khiết kia có quan hệ gì với anh? Vì sao anh nhìn chằm chằm vào cô ta lâu như vậy? À, cô ta là một cô gái cực xấu. Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng trong mắt lại có chút khó hiểu. Nhưng tình huống của cô ấy vừa rồi có chút kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Tiểu Yêu Tinh tò mò hỏi. À, nói ra em cũng không hiểu. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của Tiểu Yêu Tinh. Sao em không hiểu, chỉ số thông minh của em hơn 200. Tiểu Yêu Tinh không phục. Dù sao em cũng không thông minh bằng anh. Hạ Thiên lười biếng nói. Sao vậy được, em là người thông minh nhất, chồng mới là kẻ ngu. Á, đau quá. Tiểu Yêu Tinh còn chưa nói xong thì cảm thấy mông của mình gặp nạn. Không được phép nói anh ngốc. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh, hắn dùng giọng mất vui nói. Em biết rồi, chồng thông minh nhất. Tiểu Yêu Tinh nói với vẻ mặt cầu xin, nhưng trong lòng thầm gào khóc. Hu hu hu, chồng xấu, mình nhất định phải báo thù. Đúng lúc này lái xe kiêm vệ sĩ của Tiểu Yêu Tinh đã đến, hắn cung kính nói. Yêu Yêu tiểu thư, công tử nói cô phải về nhà ngay. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt sững sờ, sau đó nàng bĩu môi. Tôi không về. Chương 602, Tiểu Yêu Tinh phản kích. Yêu Yêu tiểu thư, công tử nói tôi chuyển lời cho cô, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, thân phận của cô đã bị người ta công khai. Căn cứ vào tin tức vừa mới nhận được thì có rất nhiều đặc công nước ngoài muốn bắt cô. Tên lái xe khách khí nói. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt sững sờ. Tên khốn nào dám công bố thân phận của tôi ra ngoài? Công tử đang điều tra chuyện này, anh ấy hy vọng cô về nhà trước. Trong nhà sẽ an toàn hơn, đợi đến khi anh ấy giải quyết tên để lộ thông tin và đám đặc công nước ngoài, như vậy cô có thể hoạt động như ngày thường. Lái xe trả lời. Đại ca mất bao lâu mới bắt được đám đặc công kia? Tiểu Yêu Tinh nói với giọng cầu xin, nàng cũng không muốn trở thành phạm nhân của đại ca, như vậy rất nhàm chán. Yêu Yêu tiểu thư, công tử chưa nói thời gian, nhưng theo tôi suy đoán thì sợ rằng phải mất vài ngày mới được. Tài xế có chút chần chừ. Tiểu Yêu Tinh cực kỳ khổ sở. Tôi sẽ không bị cấm túc nhiều ngày đấy chứ. Tôi mặc kệ. Tiểu Yêu Tinh suy nghĩ rồi hỏi. Này, vậy anh nói với chị của tôi, nói là tôi đến Yêu Tinh Biệt Uyển, được không? Công tử đã đặc biệt căn dặn, không được đến Yêu Tinh Biệt Uyển. Lái xe trả lời ngay. Sao? Tiểu Yêu Tinh chợt buồn bực. Vì sao? Vì địa chỉ của Yêu Tinh Biệt Uyển cũng đã được người ta công khai, chắc chắn sẽ có kẻ giám thị ở đó. Đám người vừa rồi tập kích có lẽ vẫn còn đi theo chúng ta. Hơn nữa nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì dù hiện tại vẫn có rất nhiều người âm thầm giám thị chúng ta, chỉ cần Yêu Yêu tiểu thư ở bên ngoài, như vậy bọn họ sẽ luôn đi theo, sau đó tìm cơ hội bắt cóc cô. Tên lái xe trả lời. Như vậy sao? Tiểu Yêu Tinh trừng mắt, sau đó nàng đột nhiên có ý kiến. Chúng ta bắt hết tất cả lại được không? Nếu nói theo lý thì có thể, nhưng muốn bắt bọn họ cũng không dễ. Lái xe còn chưa nói xong thì Tiểu Yêu Tinh đã cắt ngang. Yên tâm đi, tôi có biện pháp. Tiểu Yêu Tinh ôm lấy cánh tay Hạ Thiên, nàng bắt đầu làm nũng. Chồng, giúp em bắt đám đặc công nước ngoài kia lại được không? Không có vấn đề, anh sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên đồng ý ngay, nhưng sau đó lại có chút khó khăn. Nhưng em không biết bọn họ ở đâu, hay chúng ta xử lý tất cả đám người ngoại quốc? Tiểu Yêu Tinh há hốc mồm. Một lúc lâu sau nàng cũng không biết nói gì, ý nghĩ của chồng quá to tát, ý nghĩ thế này cũng có thể có được sao? Tên lái xe cũng không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thiên,
Tất nhiên hắn biết rõ Hạ Thiên là ai, nhưng cũng không quá quen thuộc. Hắn chỉ nghe nói Hạ Thiên rất lợi hại nhưng cũng không biết rõ ràng cho lắm. Bây giờ nghe lời nói của Hạ Thiên thì hắn có một cảm giác, Yêu Yêu tiểu thư sao lại nhờ vào một người không thuộc về mình như vậy? Sao lại phải nhờ một kẻ điên? Bạch Tiểu Lỗi không khỏi có một ý nghĩ, thế chiến lần thứ ba sợ rằng rất có khả năng sẽ xảy ra chỉ vì một người. Diệp Mộng Oánh nhịn không được phải nói. Chồng, người nước ngoài ở thủ đô rất nhiều, cũng không phải tất cả đều là đặc công, hơn nữa đặc công cũng chưa hẳn là người nước ngoài, dù cậu có diệt sạch đám người ngoại quốc thì cũng chưa hẳn đã giết tất cả đặc công. Đúng vậy, chị Mộng Oánh nói rất đúng. Tiểu Yêu Tinh lúc này mới kịp phản ứng, nàng khen ngợi câu nói của Diệp Mộng Oánh. Chỉ sau một bữa cơm mà Tiểu Yêu Tinh và Diệp Mộng Oánh đã rất quen thuộc, vì để Diệp Mộng Oánh thay mặt bị đòn dùm mình, vì vậy nàng phải nịnh hót Diệp Mộng Oánh vài câu, mở miệng là gọi chị Mộng Oánh cực kỳ thân mật. Nàng cảm thấy như vậy thì lần sau chồng đánh mông, ngoài chị Hàm thì vẫn còn chị Diệp Mộng Oánh thay nàng can ngăn. Nàng thấy chị Mộng Oánh này mông to như núi, chắc chắc cảm xúc khi bóp vào sẽ rất tuyệt, chồng sẽ rất yêu thích. Hạ Thiên có chút buồn bực. Không phải người nước ngoài là đặc công nước ngoài sao? Chồng, điều này cũng rất bình thường, nước chúng ta cũng có đặc công người nước ngoài. Tiểu Yêu Tinh cười hì hì nói. À, thì ra là như vậy, thế thì làm sao bây giờ? Anh cũng không xử lý tất cả mọi người ở thủ đô được. Hạ Thiên cảm thấy rất khó khăn. Chồng, anh đừng lo lắng, em có thể tìm ra đám người kia, anh chỉ cần bắt bọn họ lại là được. Tiểu Yêu Tinh ra vẻ như đã tính trước, sau đó nàng căn dặn một câu. Chồng, chỉ cần bắt người thôi, đừng đánh chết bọn họ, bắt lại có giá trị hơn. Được rồi. Hạ Thiên có chút không quá tình nguyện, thật ra hắn muốn xử lý đám người kia. Lên xe trước đã. Tiểu Yêu Tinh kéo Hạ Thiên vào chiếc xe chống đạn, Diệp Mộng Oánh cũng bị Hạ Thiên kéo lên. Bạch Tiểu Lỗi có chút do dự, hắn có nên lên xe không? Này, Đại Hắc, anh có thể về nhà. Tiểu Yêu Tinh thấy Bạch Tiểu Lỗi đứng do dự thì cười hì hì nói. Bạch Tiểu Lỗi nghe Tiểu Yêu Tinh xưng hô như vậy thì không biết nên khóc hay cười. Hạ Thiên gọi là Tiểu Hắc nhưng Triệu Yêu Yêu lại gọi hắn là Đại Hắc. Cái tên Đại Hắc này nghe rất kỳ quái, còn không bằng gọi là Tiểu Bạch. Vâng, Đại Tẩu. Bạch Tiểu Lỗi chỉ biết lên tiếng, sau đó hắn bắt chuyện với Hạ Thiên. Đại ca, em đi trước, anh và hai vị Đại Tẩu cứ tự nhiên rong chơi. Tiểu Yêu Tinh đã mở máy tính ra, đồng thời nàng nói với lái xe. Chạy đi, cố gắng chọn những nơi vắng vẻ, tốc độ không cần quá nhanh. Còn nữa, lúc nhanh lúc chậm, không cần bảo trì một tốc độ. Vâng, Yêu Yêu tiểu thư. Lái xe lên tiếng, nàng có chút chần chừ. Yêu Yêu tiểu thư, cô muốn đi đâu? À, không đi đâu cả, tùy tiện chạy trong thành phố là được. Tiểu Yêu Tinh trả lời. Vâng. Lái xe khởi động xe, Tiểu Yêu Tinh thì nhanh chóng gõ bàn phím máy tính, trên màn hình xuất hiện từng chuỗi số hiệu, tất nhiên Hạ Thiên chẳng biết gì. Một lát sau trên màn hình xuất hiện thêm vài hình ảnh, hơn nữa còn liên tục biến đổi, có những điểm đỏ đỏ, Hạ Thiên cũng không biết đó là thứ gì. Diệp Mộng Oánh cũng rất chóng mặt, sau đó nàng dứt khoát dựa vào người Hạ Thiên ngủ. Không có biện pháp, ngày hôm nay nàng mất quá nhiều sức lực khi phải đối chiến với Hạ Thiên trên giường, thời gian ngủ thì quá ít. Tuy sau khi trải qua tẩy tủy thì thể lực của nàng rất mạnh, nhưng thân thể nàng vẫn rất mẫn cảm, nàng nhịn không được khi nhiều lần lên trời xuống đất, bây giờ cảm thấy rất rã rời. Thôi thì ngủ một chút, tối nay có khi còn phải hoạt động nữa. Diệp Mộng Oánh có ý nghĩ này, nàng vô tình chìm vào giấc mộng. Hạ Thiên cũng không nhịn được phải hỏi thăm Tiểu Yêu Tinh. Em đang làm gì vậy? Hách máy tính người khác sao? Chương 603, ác mộng của đặc công các nước. Chồng, bây giờ em viết một chương trình, sau đó dùng những hình ảnh vệ tinh cung cấp để phân tích những người và xe ở gần chúng ta, sau đó tiến hành sàng lọc, như vậy sẽ biết người nào và chiếc xe nào đi theo. Tiểu Yêu Tinh cũng không ngẩng đầu lên, nàng vừa gõ bàn phím vừa nói. Dựa theo lẽ thường thì nếu có người theo chúng ta 10 phút là bình thường, nhưng nếu theo quá lâu, hơn nữa chúng ta đi đâu sẽ theo đó, như vậy có 8 phần đang gây bất lợi cho chúng ta. Tiểu Yêu Tinh dừng lại một chút rồi hừ một tiếng. Hừ, muốn bắt ta sao? Để các người biết thế nào là lợi hại. Khi nào thì bắt người? Hạ Thiên thấy rất nhàm chán, vì vậy hắn chỉ quan tâm đến vấn đề này. Chồng, phải đợi một lúc nữa. À, nói chung là nửa giờ sau mới xác định có người nào theo dõi chúng ta. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Lâu vậy à?
Hạ Thiên ngáp một cái. Anh ngủ một giấc, chút nữa gọi anh dậy. À, được, chồng, anh cứ ngủ đi, chút nữa em sẽ gọi dậy. Tiểu yêu tinh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó nàng đột nhiên kêu lên. Không tốt rồi, chồng, phương pháp này hình như có vấn đề. Vấn đề gì? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Không phải em không tìm ra những người kia đấy chứ? Không phải, chồng, em đột nhiên nhớ ra một vấn đề, những người kia chắc chắn sẽ không cùng một bọn, nếu chúng ta bắt người và kiêm luôn nhiệm vụ dọa người bỏ chạy mất thì sao? Như vậy chúng ta sao có thể bắt được tất cả? Tiểu yêu tinh có chút buồn bực. Em muốn tối nay có thể bắt được tất cả bọn họ, như vậy ngày mai sẽ tha hồ ra ngoài rong chơi. Điều này rất đơn giản, anh có thể lén bắt bọn họ lại, để người khác không phát hiện được. Hạ Thiên không quan tâm nói. Thật vậy sao? Tiểu yêu tinh lập tức vui vẻ. Chồng, anh đúng là lợi hại nhất. Điều đó là đương nhiên, anh lúc nào cũng là lợi hại nhất. Hạ Thiên dùng giọng đứng đắn nói, sau đó hắn ngáp một cái. Anh đi ngủ trước, khi nào muốn anh bắt người thì gọi dậy. Được rồi, chồng. Tiểu yêu tinh lên tiếng, nàng vẫn rất bận rộn. Hạ Thiên nói ngủ là ngủ, ngay sau đó hắn đã ôm Diệp Mộng Oánh ngủ ngồi dựa vào ghế. Thật ra nếu so với Diệp Mộng Oánh thì hắn ngủ còn ít hơn, tối qua hắn leo lên người Diệp Mộng Oánh cả đêm, đến sáng lại còn làm việc với Isabella, có thể nói là rất bận rộn, sao có thời gian ngủ nghỉ. Cũng không biết ngủ được bao lâu, Hạ Thiên bị tiểu yêu tinh đánh thức. Chồng, chồng, đừng ngủ nữa, làm việc thôi, xong rồi ngủ. Có thể bắt người rồi sao? Hạ Thiên mở to mắt, hắn lười biếng hỏi, lúc này hắn phát hiện xe đã dừng lại. Có thể được rồi. Tiểu yêu tinh nhanh chóng nói. Chồng, anh xem chỗ này, còn có chiếc xe này nữa, anh nhớ kỹ biển số đi. Bây giờ bọn họ đang ở cách chúng ta 138 mét, đang đứng ở đó. Đúng rồi, chồng. Em nhớ anh có biện pháp làm cho bọn họ đứng yên bất động, anh chỉ cần làm cho bọn họ bất động là được, sau đó em sẽ cho đại ca mang bọn họ đi, như vậy sẽ không kinh động đến người khác. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc, sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa kính xe hơi rồi nói. Hiểu rồi. Hạ Thiên mở cửa xe lách người đi ra, chưa đến một phút sau hắn đã quay về. Đã xong, còn ai nữa không? Nhanh vậy sao? Tiểu yêu tinh trừng mắt. Ủa? Vệ tinh cũng không phát hiện được hành tung của chồng, đúng là lợi hại. Anh luôn lợi hại như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói. Mau nói cho anh biết còn ai nữa không? Bắt cho nhanh rồi ngủ tiếp. Chồng, muốn bắt phải chờ thêm một chút, nếu không bọn họ sẽ nghi ngờ. Tiểu yêu tinh có chút ngượng ngùng. Được rồi, anh ngủ tiếp. Hạ Thiên lại nhắm mắt ngủ. Nhưng 10 phút sau tiểu yêu tinh đã đánh thức Hạ Thiên. Một buổi tối chiếc xe chống đạn vòng vo trong thành phố nhiều lần, tiểu yêu tinh cũng nhiều lần cho Hạ Thiên xuống xe đi dạo. Tên tài xế cứ hơn 10 phút lại điện thoại báo cáo những chỗ mà đặc công nước ngoài bị bắt lại. Lúc bắt đầu hắn còn không quá tin tưởng, vì mỗi lần Hạ Thiên xuống xe chỉ mất một phút đã quay lại, đôi khi hắn nghĩ Hạ Thiên chỉ chạy vài bước thì quay lại nói đã xong. Nhưng dần dà tên lái xe càng bội phục Hạ Thiên, vì sau vài lần điện thoại, hắn đã xác định những người kia đã bị khống chế, đang bị bắt đi thẩm vấn. Một buổi tối có thể nói là cơn ác mộng đối với tình báo các quốc gia, có rất nhiều đặc công của hơn 10 nước chợt biến mất một cách khó hiểu chỉ trong vòng một đêm. Đối với những tổ chức tình báo này thì ác mộng lớn nhất cũng chẳng phải những người kia mất tích một cách bí hiểm, mà là vì bọn họ mất tích không chút dấu hiệu, chưa kịp phát ra tín hiệu kêu cứu hay cảnh báo, vì vậy đến khi các tổ chức tình báo có phản ứng thì đã muộn. Tối hôm đó tất cả nhân viên Cục An ninh Quốc gia ở thủ đô được điều động, nghe nói có vài người của địa tổ cũng được điều động. Có rất nhiều đặc công nước ngoài bị bắt, sau khi bọn họ bị bắt thì những tổ chức tình báo kia mới kịp phản ứng, vì vậy vội vàng hạ lệnh, may mà còn có vài tên kịp rút lui. Sáng sớm hôm sau, Triệu công tử bận rộn cả đêm nhưng tinh thần lại rất tốt. Lý gia ơi là Lý gia, không thể tưởng tượng trước khi các người diệt vong còn tặng cho ta một lễ lớn như vậy. Triệu công tử lầm bầm. Người tiết lộ tin tức về thân phận của yêu yêu chính là Lý Gia. Rõ ràng Lý Gia đã ý thức được những gì mình gặp phải do Triệu Gia bày mưu, vì vậy Lý Gia bắt đầu quá trình trả thù Triệu Gia. Khi yêu yêu leo lên vị trí hacker đệ nhất thế giới thì Lý Gia đã có người tung tin nàng là Triệu yêu yêu, vì vậy mà yêu yêu trở thành mục tiêu của không biết bao nhiêu người. Không những chỉ là các tổ chức tình báo nước ngoài, thậm chí còn có những tập đoàn nước ngoài, ai cũng theo dõi yêu yêu, một hacker như vậy là của quý vô giá với tất cả.
Đây rõ ràng không phải là chuyện tốt với Triệu gia, Triệu công tử vốn tưởng rằng sẽ mất rất nhiều công sức để giải quyết chuyện này, nhưng hắn không ngờ em gái thiên tài của mình hợp tác với Hạ Thiên đã thu một mẻ lưới hốt gọn tất cả. Hắn mượn cơ hội này để tìm hiểu nguồn gốc thì phá được hơn 10 tổ chức gián điệp, dù đêm nay nhân thủ được điều động không phải chỉ là người của Cục An ninh Quốc gia, nhưng hắn là người lãnh đạo, vì vậy có công lao lớn nhất trong mắt người khác. Các người đã tặng cho ta một lễ vật lớn, ta cũng trả lại cho các người một phần. Trong mắt Triệu công tử lóe lên chút tàn độc, sau đó hắn cầm điện thoại, bắt đầu gọi đi. Chương 604, mặc cậu xử trí. Khách sạn Tô Thị. Diệp Mộng Oánh nằm trong lòng Hạ Thiên, trên người tất nhiên không có mảnh vải. Tối qua nàng đưa ra quyết định ngủ trên xe là hoàn toàn hợp lý, vì sau khi Hạ Thiên giúp Tiểu Yêu Tinh bắt tất cả đặc công thì không đến Yêu Tinh biệt uyển, hắn đưa Diệp Mộng Oánh về khách sạn Tô Thị, ngay sau đó lại chiến đấu cả đêm không nghỉ. Chồng, tôi phải quay về Giang Hải. Diệp Mộng Oánh khẽ nói. Về sớm vậy à? Hạ Thiên có chút không muốn. Đã 3 ngày rồi. Dù sao tôi cũng đã xử lý xong chuyện hậu sự của Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân, nếu không quay về cũng không tốt. Diệp Mộng Oánh thật ra cũng không muốn đi, nhưng lý trí nói cho nàng biết bây giờ phải đi. Bây giờ ông nội của nàng cũng rất buồn, vì dù thế nào thì người chết cũng là hai đứa em họ của nàng. Nàng có yêu Hạ Thiên đến mức nào cũng phải quay về. Hạ Thiên dùng hai tay vuốt ve xoa bóp thân thể Diệp Mộng Oánh, giọng nói có chút không tình nguyện. Mỹ nữ tỷ tỷ. Chị không thể trì hoãn ngày về một chút được sao? Thế này đi, hôm nay tôi sẽ đi về trên chuyến bay trễ nhất. Diệp Mộng Oánh suy nghĩ rồi nói. Trước khi lên máy bay sẽ ở bên cậu, được chưa? Được. Hạ Thiên đành phải đồng ý. Được rồi, cậu cũng đừng buồn, hôm nay tôi sẽ để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, cậu muốn thế nào cũng được. Khi thấy Hạ Thiên không vui thì Diệp Mộng Oánh nũng nịu an ủi, sau đó nàng dứt khoát leo lên người hắn. Nàng mới lấy lại chút khí lực, bây giờ chủ động cầu hoan. Suốt một ngày Hạ Thiên và Diệp Mộng Oánh không ra khỏi cửa, Diệp Mộng Oánh vì đền bù tổn thất cho điện thoại mà quyết định buông thả triệt để, nàng ở trong phòng toàn tâm toàn ý phối hợp với sức chiến đấu của Hạ Thiên. Dù là tư thế gì, dù ở trên giường hay sàn nhà, dù ở ngoài phòng khách hay nhà tắm, thậm chí còn để hắn làm việc ngay bên cửa sổ. 9 giờ tối Diệp Mộng Oánh chạy xe ra sân bay. Nàng nghĩ lại tình cảnh hoang đường và lên trời xuống đất cả ngày hôm nay mà gò má nóng như than. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ có một ngày mình to gan với đàn ông như vậy, phóng đãng không cố kỵ như vậy. Chuyến bay trễ nhất từ thủ đô về Giang Hải vào lúc 10 rưỡi tối, xe chạy trên đường tương đối chậm, Diệp Mộng Oánh nằm ngủ trong lòng Hạ Thiên, khi đến sân bay thì đã là 10 giờ. Diệp Mộng Oánh để cho 4 vệ sĩ đi đăng ký thủ tục, sau đó máy bay cất cánh rất đúng giờ, đúng 10 rưỡi thì cất cánh. Hạ Thiên nhìn máy bay phóng lên trời mà xoay người bỏ đi trong phiền muộn. Mình nên về Giang Hải sớm một chút. Hạ Thiên có ý nghĩ như vậy, ở thành phố Giang Hải có nhiều bà vợ đang chờ hắn về làm ấm, hắn ở lại thủ đô cũng cảm thấy khá buồn. Những ngày này Mộc Hàm quá bận rộn, Mị Nhi không để ý đến hắn, Tiểu Yêu Tinh thì rất rảnh, nhưng nàng thích máy tính hơn. Bây giờ Diệp Mộng Oánh lại đi, căn bản không còn ai ở cùng hắn. Hạ Thiên vô tình đi ra sân bay. Lúc này bên ngoài có chút quạnh quẽ, ngay cả taxi cũng không có, chỉ có vài chiếc xe tư ra đến để tiếp người thân. Hạ Thiên suy nghĩ có nên về khách sạn hay không. Bây giờ hắn đã biết đường về, nhưng bây giờ hình như chẳng có động lực nào để hắn chạy về, dù sao ở khách sạn cũng không có vợ chờ sẵn. Ông chủ, đi taxi không? Đúng lúc này có một người đàn ông hơn 30 đi đến chào hỏi. Được. Hạ Thiên không muốn đi bộ về. Ông chủ. Xe ở bên kia, xin mời. Người đàn ông nghe nói Hạ Thiên muốn đi taxi thì càng thêm nhiệt tình. Dẫn đường đi. Hạ Thiên ngáp một cái, hắn có chút mệt nhọc. Tuy hắn có thể nói là người sắt, nhưng dù sao người sắt cũng là người cũng sẽ buồn ngủ. Hắn chẳng những một đêm chưa ngủ, hơn nữa còn liên tục làm hoạt động nam nữ tiêu hao thể lực cả đêm, bây giờ không mệt mỏi mới là lạ. Ông chủ, anh đi công tác sao? Có cần đặt khách sạn không? Tôi có thể giúp anh đặt khách sạn. Tên đàn ông vừa dẫn Hạ Thiên đi vừa nói. Tôi đã có khách sạn. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Xe ở đâu? Đã đến rồi, là chiếc kia. Tên đàn ông chỉ vào một chiếc xe Honda ở cách đó không xa, nhưng đây không phải là taxi, là xe tư gia. Hạ Thiên không quan tâm, hắn ngồi vào trong xe rồi nói. Đưa tôi đến khách sạn Tô Thị. Ông chủ, có muốn tìm vài người đi ghép không?
như vậy sẽ rẻ hơn, anh chỉ cần mất 50 đồng. Tên đàn ông lại đề nghị. Cho anh, 200 đồng, mau đưa tôi đi. Hạ Thiên lấy ra một xấp tiền 100 đồng trong túi, hắn tiện tay đưa cho tên lái xe hai tờ, sau đó dùng giọng mất kiên nhẫn thúc giục, hắn cũng không quan tâm đến chút tiền xe. Được, ông chủ, lúc này sẽ đi. Khi thấy xấp tiền trong tay Hạ Thiên thì trong mắt tên lái xe lóe lên chút tham lam, sau đó hắn khởi động xe. Tôi ngủ một giấc, đến nơi gọi tôi dậy. Hạ Thiên có chút mệt mỏi, hắn nói một câu rồi dựa vào ghế sau ngủ ngay. Vâng, ông chủ. Tên lái xe lên tiếng, trong lòng thầm mắng Hạ Thiên ngu ngốc, rõ ràng không hiểu câu tiền tài không nên phô ra ngoài. Chưa nói đến vấn đề tiện tay móc ra một đống lớn tiền mặt, hơn nữa còn dám ngủ trên xe, đúng là không biết sống chết. Một con cừu như vậy đưa đến miệng, nếu hắn không làm thịt thì Thiên Lôi đánh chết. Tên lái xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, sau đó chạy trên đường cao tốc, cuối cùng lại lòng vòng hơn nửa giờ. Sau khi chính thức xác nhận Hạ Thiên đã ngủ say thì hắn mới dừng xe lại. Tên lái xe lấy ra một cây tua vít, đừng xem thường nó, đây là thứ có nhiều công năng, vừa có thể phòng thân vừa có thể cướp bóc, lúc này hắn dùng nó để cướp. Sau khi mở cửa xe thì tên lái xe cầm tua vít, sau đó lặng lẽ vươn vào trong túi quần Hạ Thiên. Lúc nãy hắn thấy tiền được lấy ra từ nơi này, hơn nữa bây giờ hắn cũng thấy túi quần phình lên, bên trong sẽ không thiếu tiền. Bây giờ Hạ Thiên đang ngủ, tên lái xe định trộm trước nói sau, nếu lỡ may đánh thức đối phương thì cướp cũng không muộn. Đến chưa? Hạ Thiên lúc này đột nhiên mở to mắt hỏi. Hạ Thiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hắn lập tức bất mãn. Này, đây là chỗ nào? Đã bảo anh đưa tôi đến khách sạn, sao lại đưa đến đây? Khi thấy sự việc bại lộ thì tên lái xe cũng không muốn che giấu, hắn lập tức bộc lộ bộ mặt hung ác, hắn cầm tua vít chỉ vào Hạ Thiên. Mau, đưa hết tiền cho ông, nếu không ông xiên mày. Nếu sớm biết như vậy thì anh tự chạy về cho rồi, bọn tài xế taxi đúng là không đáng tin. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn ở thủ đô ngồi taxi vài lần nhưng đã có hai lần gặp phiền toái. Những năm nay tài xế taxi đều làm hai ba việc một lúc sao? Chương 605, ngẫu nhiên gặp An Khả Khả. Đừng nói lời vô ích, mau lấy tiền ra. Tên lái xe nghe được những lời lẩm bẩm của Hạ Thiên, hắn giống lên. Đừng tưởng ông nói đùa với mày, cây tua vít này xin máu của nhiều thằng rồi. Chú em thích dùng thứ này xiên người khác sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên lái xe. Ông thích hay không chẳng liên quan đến mày. Tên lái xe lập tức bị chọc tức, trong lòng có chút kỳ quái, đây không phải là lần đầu tiên hắn đi cướp. Trước kia đám bị cướp phần lớn đều tranh thủ thời gian đưa tiền ra, sau đó cầu xin hắn tha mạng, nào có tình cảnh như đêm nay, nhìn tên kia có vẻ không chút sợ hãi, thật sự quá mức không bình thường. Anh đây không thích xiên người khác, anh thích dùng nắm đấm hơn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Con bà mày, đừng nói nhảm, mau lấy tiền đưa cho ông xiên bây giờ. Tên tài xế taxi kiêm cả nghề ăn cướp tức giận quát lớn. Mày muốn chọc tức ông sao? Xem ra chú thích chọc người, vậy Thanh sẽ thỏa ước nguyện cho chú. Hạ Thiên ngáp một cái. Chú tự chọc mình một phát đi. Đúng ngu như heo. Tên lái xe cuối cùng mất kiên nhẫn, hắn cầm tua vít xỉa lên người Hạ Thiên. Á! Tên cướp chợt hét thảm, hắn cúi đầu nhìn xuống mà gương mặt rất khó tin, hắn không thể hiểu nổi, vì sao hắn dùng tua vít chọc đối phương. Sao bây giờ lại chọc lên người mình? Trên đời này có rất nhiều người tự ngược, dùng tua vít chọc vào người mình cũng có nữa sao, đúng là bó tay. Hạ Thiên cảm khái một câu, sau đó hắn mở cửa xe bước xuống. Mày, tên lái xe chỉ vào bóng lưng Hạ Thiên, hắn muốn nói gì đó nhưng lập tức té xỉu. Làm anh phải chạy về. Hạ Thiên không quan tâm đến tên tài xế kia, hắn lại tiếp tục chạy trên đường. Nhưng vừa chạy được vài phút thì Hạ Thiên ngừng lại, hắn nhìn chung quanh, đúng là khó hiểu, đây là nơi nào. Hắn cảm thấy nơi này rất lạ lắm, hắn giống như chưa từng đến đây thì phải. Lại lạc đường. Hạ Thiên có chút buồn bực, hắn đột nhiên sinh ra xúc động chạy khắp tất cả đường xá ở thủ đô, nếu như vậy sau này hắn sẽ không lạc đường nữa. Hạ Thiên lấy điện thoại ra, hắn muốn gọi điện thoại cho người đến đón, hắn định gọi cho Tô Tiểu Sán, nhưng hắn lại phát hiện mình không biết đây là đâu. Hắn suy nghĩ một chút rồi điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh, nàng nhất định biết rõ hắn ở đâu, như vậy cũng có thể đến đón hắn. Đúng lúc này có một chiếc xe 6 chỗ chạy đến, sau đó chạy qua bên cạnh Hạ Thiên. Ủa? Trong xe vang lên một tiếng kêu kinh ngạc. Mau dừng xe, chạy ngược lại.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước mặt Hạ Thiên, khi cửa sổ xe hạ xuống thì một gương mặt phụ nữ xinh đẹp lộ ra, nàng nói một câu với Hạ Thiên. Này, là anh sao? Sao anh lại ở đây? Ủa, sao cô lại ở đây? Hạ Thiên nhìn cô gái, hắn cảm thấy khó hiểu. Này, không phải cô biết tôi đến thủ đô, vì vậy cố ý đi theo đấy chứ? Tôi nên nói rõ ràng với cô, tôi không muốn lấy cô làm vợ. Anh nói bậy bạ gì vậy? Cô gái bị chọc tức. Ai cố tình theo anh? Tôi căn bản không biết anh ở đây, còn nữa, anh đừng nói cái gì là làm vợ này nọ. Tôi không thích anh vừa lăng nhăng lại không đẹp trai, anh cho rằng mình là ai? Hạ Thiên trả lời rất nghiêm trọng. Anh là anh đẹp trai, nhiều người muốn làm vợ anh. Cô gái chợt nghẹn họng, vì nàng phát hiện người này nói không sai, bên cạnh đối phương có một đống người đẹp. Một lát sau cô gái mới nói một câu phì phò với Hạ Thiên. Này, có muốn lên xe không? Không lên thì tôi đi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi kéo cửa xe tiến vào, sau khi đóng cửa lại thì hắn dùng giọng lo lắng hỏi. Này, tôi phải nói cho rõ, đừng tưởng rằng cho đi nhờ xe là có thể được làm vợ tôi. Anh, cô gái rất muốn cắn Hạ Thiên. Anh xuống xe ngay. Này, cô bảo tôi lên xe thì lên, bây giờ bảo xuống thì xuống, còn mặt mũi nữa sao? Hạ Thiên mất hứng. Có tin tôi đánh đòn không? Anh, sao anh không có chút phong độ nào vậy? Người ta là con gái, anh đánh cả con gái sao? Cô gái căm giận nói. Hạ Thiên trừng mắt. Phong độ là thứ gì, có ăn được không? Cô gái không còn gì để nói. Nàng tranh thủ thời gian quay đầu không thèm nhìn Hạ Thiên, nàng tức giận nói. Chạy đi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào cô gái, sau đó hắn tỏ ra có chút kinh ngạc. Làn da của cô càng ngày càng tốt ra. Cô gái trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng mặc kệ hắn, thầm nghĩ mỗi ngày nàng đều dùng đồ trang điểm của hắn, không riêng gì trên mặt mà còn bôi khắp người, như vậy da không tốt được sao? Người này tuy rất đáng giận nhưng hiệu quả sản phẩm trang điểm lại rất tuyệt. Này! Sao cô lại đột nhiên đến thủ đô? Mà sao chạy lung tung muộn thế này? Hạ Thiên có chút nhàm chán, vì vậy hắn muốn trò chuyện cho đỡ buồn. Có một Diệp Thiếu Hùng ở thủ đô làm tiết mục cho tôi, vì vậy mà tôi đến đây. Cô gái tức giận nói. Đi muộn thì sẽ không bị đám phóng viên phát hiện ra, không ai đến làm phiền. Cô gái này không phải là ai khác, chính là An Khả Khả, năm xưa là ngôi sao cá sấu và bây giờ là ngôi sao cá heo. Tất nhiên trên xe không chỉ có An Khả Khả, còn có người đại diện và hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ ngồi ở sau cùng, An Khả Khả và người đại diện ngồi ở giữa, bây giờ có thêm Hạ Thiên thì khá chật, xe chỉ cần sóc nảy là An Khả Khả không tự chủ được phải dựa vào Hạ Thiên. Tôi ngủ trước, khi nào đến nơi thì gọi tôi dậy. Hạ Thiên bây giờ rất buồn ngủ, hắn nói xong thì nhắm mắt ngủ ngay. Heo, chỉ biết ngủ. An Khả Khả thầm mắng Hạ Thiên. Đồng thời còn có chút tức giận, chẳng lẽ mình không đủ quyến rũ? Vì sao người này chẳng có hứng thú nhìn nàng? Nửa giờ sau An Khả Khả mới gào lên. Này, đến rồi, đi đâu thì đi đi. An Khả Khả nói xong thì không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng theo người đại diện xuống xe đi vào khách sạn. Các nàng đã sớm đặt phòng, chỉ cần đi làm thủ tục mà thôi, vài phút sau An Khả Khả đã đến phòng mình và mở cửa đi vào. Tuy An Khả Khả bây giờ cũng được coi là ngôi sao lớn, nhưng nàng dùng gian phòng rất bình thường, đối với nàng thì chỉ cần có giường lớn là hài lòng rồi. Gần đây nàng ngủ rất hỗn, cần phải có giường lớn để lăn qua lăn lại. Mệt chết đi được. An Khả Khả thấy giường lớn trong phòng thì nhào đến, nhưng một giây sau nàng lại thét lên. Á! Chương 606, cùng giường với ngôi sao lớn. An Khả Khả nhớ khi mình định nhào lên thì giường vẫn còn trống trơn, căn bản không có ai. Nhưng vấn đề là khi nàng nhào đến nơi thì phát hiện mình đụng vào thứ gì đó mềm mềm, sau khi xem xét thì thấy đó là một người, vì vậy nàng phải vô thức kêu lên sợ hãi. Sao vậy? Trần Di vội vàng hỏi, sau đó nàng nhìn thoáng qua trên giường, sau đó lại ngẩn ngơ, điều này. Có chuyện gì? Anh sao lại ở trên giường của tôi? An Khả Khả lúc này mới kịp phản ứng, nàng chỉ lo chất vấn người đàn ông mà quên đứng lên. Vì vậy khoảnh khắc này cả hai vẫn bảo trì tư thế mập mờ. Trần Di thì rất khó hiểu, người này vào từ khi nào. Nàng không la lên vì biết đối phương, đây không phải là Hạ Thiên vừa rồi đã đi nhờ xe sao. Hạ Thiên không trả lời vấn đề của An Khả Khả, hắn bất mãn nói. Này, cô nhào lên người tôi làm gì? Tôi nào muốn lấy cô làm vợ? Này, ai nhào lên người anh?
Đây là giường của tôi, ai cho anh nằm ở đây? An Khả Khả muốn nổi điên, người này không biết nói lý lẽ sao? Hơn nữa còn chiếm tiện nghi của nàng mà ra vẻ như không có gì, đúng là ghê tởm. Tôi rất mệt, tôi muốn tìm chỗ ngủ, tôi ngủ trước, cô đi đổi phòng là được. Hạ Thiên quả thật rất buồn ngủ, thật ra không phải chỉ là một buổi tối hắn không ngủ ngon, vấn đề là có nhiều đêm mất ngủ. Khoảnh khắc này hắn mới nhớ tới lời của đại sư phụ, đàn ông dù có mạnh cũng không nên, hoạt động quá nhiều, cần phải xen kẻ nghỉ ngơi. Khi thấy Hạ Thiên thật sự nói ngủ là ngủ, hắn nhắm mắt, hình như còn thở khò khè, điều này làm An Khả Khả thiếu chút nữa thì tan vỡ. Người này là ai, sao không tự tìm phòng mà chiếm giường của nàng? Này, tỉnh, tỉnh lại, không được ngủ trong phòng tôi cũng muốn ngủ. An Khả Khả cực kỳ tức tối, cũng không biết sức lực của nàng quá nhỏ hay chẳng có lực sát thương mà Hạ Thiên vẫn ngủ như chết. Nàng náo loạn cả ngày trên người Hạ Thiên, cuối cùng hắn vẫn ngủ ngon, vẫn không nhúc nhích. Trần Di ở bên cạnh đã có chút sở khóc sở cười, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Này, Khả Khả, coi như xong, cùng lắm thì chúng ta đặt phòng khác. Như vậy sao được, đây rõ ràng là phòng của em, anh ta dựa vào cái gì để chiếm chỗ? An Khả Khả thở phì phò nói. Vậy em muốn làm sao? Trần Di có chút bất đắc dĩ. Em cũng không nên báo cảnh sát, đêm nay đổi phòng là được. Chị Di, chị tới giúp em. Chúng ta hất hắn xuống đất. An Khả Khả cuối cùng cũng có ý nghĩ muốn đẩy Hạ Thiên khỏi giường. Trần Di chợt ngẩn ngơ. Điều này không tốt lắm đâu. Hắn bây giờ ngủ rất say, bây giờ thời tiết cũng lạnh, nếu để cậu ấy ngủ dưới đất cả buổi tối thì không chừng sẽ sinh bệnh. Có nên không? An Khả Khả có chút chần chừ. Không phải anh ta là thần y sao? Nào dễ dàng sinh bệnh như vậy? Thần y cũng chẳng nhất định không sinh bệnh. Trần Di nhắc nhở An Khả Khả. Mọi người đều nói bác sĩ không tự chữa cho mình, nếu bác sĩ muốn sinh bệnh thì sợ rằng phiền toái, em cũng không muốn hắn thật sự sinh bệnh chứ. Hừ, cứ để hắn bệnh, chết đi cũng được. An Khả Khả dùng giọng hờn dỗi nói một câu, dù nói tới nói lui thì Trần Di cũng không muốn đẩy Hạ Thiên xuống đất. Tôi ra đặt phòng khác. Khóe miệng Trần Di lộ ra nụ cười quái dị, nàng xoay người đi ra ngoài. Trần Di vừa mới đi ra thì An Khả Khả đã thở phì phò mắng. Nào có loại người thế này, anh không thích tôi, còn muốn cướp giường của tôi sao? Đáng ghét, thật sự đáng ghét, trên đời này đáng ghét nhất là anh. Đáng tiếc là Hạ Thiên không có phản ứng với lời nói của An Khả Khả, hắn vẫn ngủ rất ngon. An Khả Khả cũng không có biện pháp, nàng chỉ có thể thở phì phò nhìn Hạ Thiên, nếu ánh mắt có thể gây sát thương, sợ rằng lúc này Hạ Thiên đã trọng thương. Vài phút sau Trần Di mới quay về phòng, sau đó nàng dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn An Khả Khả. Khách sạn đã không còn trống, sao bây giờ? Này, anh tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại. An Khả Khả cuối cùng cũng bị chọc tức, nàng bổ nhào lên người Hạ Thiên, hai bàn tay trắng liên tục hoạt động. Xua đó nàng trực tiếp đứng lên đá hắn, nhưng điều làm cho nàng tan vỡ chính là Hạ Thiên vẫn ngủ say, không có chút phản ứng. Đúng là heo. An Khả Khả tức giận mắng một câu. Đây là loại người gì? Như vậy còn ngủ được sao? Hắn không sợ có người dùng dao đâm chết à? Mệt quá, chị Di, em mặc kệ, em rất buồn ngủ, em ngủ cái đã. An Khả Khả lầm bầm một câu, sau đó nàng bổ nhào xuống giường. Nàng cũng rất buồn ngủ, vừa rồi lại mất khá nhiều sức cấu véo Hạ Thiên, bây giờ lại càng mệt, vì vậy mà dứt khoát không muốn suy nghĩ nhiều, cứ nằm xuống ngủ ngay. Cũng may là giường khá lớn. Dù là Hạ Thiên hay An Khả Khả cũng hơi gầy, vì vậy ngủ chung cũng không có vấn đề, chính giữa còn có không gian trống. Lúc này đến lượt Trần Di buồn bực, vì nàng không còn chỗ nào để ngủ. Đáng lý ra nàng sẽ ngủ chung với An Khả Khả, nhưng bây giờ An Khả Khả đã ngủ với Hạ Thiên, tất nhiên nàng sẽ không còn chỗ nào khác để nằm. Thôi khỏi, mình đi tắm cái đã, hy vọng trước khi tôi ra thì hai người còn chưa lăn xuống đất. Trần Di lầm bầm một câu rồi vào phòng tắm. Sáng hôm sau, An Khả Khả tỉnh lại, nàng muốn vùng lên duỗi lưng mệt mỏi, nhưng nàng phát hiện eo rất căng, nàng đang bị ôm. Á, anh là Sắc Lang. An Khả Khả mở to mắt rồi thét lên. Sắc Lang trong miệng An Khả Khả chính là Hạ Thiên, vì nàng phát hiện mình bị Hạ Thiên ôm lấy, nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon. Thả tôi ra, thả tôi ra. An Khả Khả bắt đầu vùng vẫy, nhưng đáng tiếc là nàng vùng vẫy một lúc lâu mà chẳng hiệu quả. Vì vậy nàng tức giận dùng đòn sát thủ, quyết định há miệng cắn tay Hạ Thiên. An Khả Khả cắn mạnh,
Hạ Thiên chợt tỉnh, hắn mở to mắt, khi thấy An Khả Khả thì lại càng hoảng sợ, hắn đột nhiên vung tay hất văng nàng ra ngoài. Này, sao cô lại chui vào ngực tôi? Mê trai thế sao? Hạ Thiên xoay người ngồi lên, hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn An Khả Khả. Chương 607, tôi thiệt thòi chết. Á, đau quá. An Khả Khả lúc này mới từ dưới đất ngồi lên, nàng dùng tay che mông, đau đến mức khóc cả lên. Hạ Thiên hất tay tuy không tính là dùng sức quá mạnh nhưng vẫn làm nàng văng ra tận mép giường, sau đó nàng rơi xuống đất, không may là cặp mông lại chạm đất trước, tuy chỗ khác chạm đất cũng không khá hơn bao nhiêu nhưng dù sao mông nàng vẫn rất vểnh, vì thế nàng cảm thấy đau đớn. An Khả Khả vốn đã đủ uất ức, bây giờ nghe được những lời nói của Hạ Thiên thì lập tức muốn nổi điên, trên đời có loại người như vậy sao? Này, ai chạy vào trong ngực anh? Rõ ràng là anh ôm tôi, anh chiếm tiện nghi của tôi. Tôi còn chưa tính sổ với anh, mà anh dám hất tôi xuống đất, anh trả đũa như vậy có phải là đàn ông không? An Khả Khả tức giận gào lên. Tất nhiên tôi là đàn ông, không những là đàn ông, còn là đàn ông đẹp nhất tốt nhất thiên hạ, vì vậy cô mới chui vào ngực tôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn An Khả Khả. Đúng là tôi ôm cô, nhưng cô chui vào lòng tôi mới ôm. Hừ, tôi không chui vào lòng anh. An Khả Khả tức giận nói. Khụ khụ. Lúc này trong phòng vang lên tiếng ho khan. Hai người cùng nhìn lại thì thấy Trần Di đang ngồi dưới đất rất ủ rũ. Điều này, Khả Khả, thật ra em không cẩn thận và lăn đến bên cạnh Hạ Thần Y, sau đó Hạ Thần Y cũng không cẩn thận ôm em vào lòng. Trần Di cố nhịn cười nói. An Khả Khả nghe nói như vậy thì rất buồn bực, nàng chỉ biết trách mình ngủ quá hỗn. Tôi đã nói cô tự chui vào lòng tôi rồi mà. Hạ Thiên có chút đắc ý. An Khả Khả vốn không còn gì để nói, nhưng khi thấy bộ dạng đắc ý của Hạ Thiên thì lập tức nổi giận. Coi như tôi lăn đến bên cạnh anh, sao anh lại ôm tôi? Cô cho rằng tôi muốn ôm cô sao? Tôi chỉ có thói quen ôm thứ gì đó khi đi ngủ mà thôi. Hạ Thiên bĩu môi. Trước kia tôi thường ôm thần tiên tỷ tỷ ngủ, đôi khi không có thần tiên tỷ tỷ thì tôi ôm gấu bông. Chắc chắn tôi sẽ không coi cô là thần tiên tỷ tỷ, nhiều lắm cũng coi cô là gấu bông mà thôi. Anh! An Khả Khả bị chọc tức. Tôi là người sống, không phải gấu bông. Đúng vậy, vì vậy tôi mới thiệt thòi, cô không phải là vợ tôi, sao tôi phải ôm cô? Hạ Thiên ra vẻ mất hứng, sau đó hắn ngáp một cái. Thôi bỏ, tôi cũng không muốn so đo với cô, tôi vẫn còn muốn ngủ, tôi đi trước, đổi chỗ ngủ, để tránh cô lại sàm sỡ với tôi. Anh nói gì? Này, anh đừng đi, anh nói cho rõ ràng, ai sàm sỡ ai? Rõ ràng là anh chiếm tiện nghi của tôi. Này, đứng lại. An Khả Khả tức giận đến mức giận chân nhưng vô ích, Hạ Thiên đã chạy mất biệt, không còn tung tích. Á, đúng là chết ta. An Khả Khả bắt đầu dùng gối đập xuống giường để phát tiết. Chị Di, chị còn cười sao? An Khả Khả nói với vẻ mặt cầu xin. Em sắp tức chết rồi. Khả Khả, bây giờ chị thấy Hạ Thần Y và em không những có duyên. Bộ dạng tranh đấu của hai người rất giống những cặp đôi oan gia trên TV, chị cảm thấy em và cậu ta nhất định sẽ thành đôi. Trần Di cười mỉm nói. Em sẽ không thành đôi với hắn. An Khả Khả thở phì phò nói. Em cũng không muốn bị sắc lang bại hoại làm cho tức chết. Bộ dạng ôm ấp của hai em tối qua, hi hi, đúng là một đôi. Trần Di cầm điện thoại mở một tấm hình. Em xem, ngủ ngon, ôm sướng. Á! An Khả Khả nhìn tấm ảnh trong điện thoại. Chị Di, sao chị chụp lại? Chị còn biện pháp nào nữa, hai người ôm nhau nằm ngủ cả buổi tối, chị cũng chỉ có thể ngồi ở đây cả tối, nhàm chán nên muốn tìm việc gì đó để làm. Trần Di nói rất vô tội, sau đó bộ dạng có chút tiếc hận. Đáng tiếc, chị nghĩ rằng tối qua hai em sẽ gạo nấu thành cơm, sao biết Hạ Thần Y lại thành thật như vậy, cậu ấy ôm em mà chẳng làm gì cả. À! Chị cũng hoài nghi cậu ta không phải là đàn ông. Chị Di, chị đừng nói nữa, nói tiếp em sẽ tự sát mất. An Khả Khả nhào đầu xuống giường, nàng dúi đầu vào chăn. Ôi, em tức chết mất. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Trần Di cầm lấy điện thoại ra xem, hắn nói với An Khả Khả. Đài truyền hình điện thoại đến, em mau đi rửa mặt, lát nữa chúng ta đến đài truyền hình. Được rồi. An Khả Khả bò khỏi giường có chút bất đắc dĩ. Nàng đi vào nhà vệ sinh, mà Trần Di trực tiếp nhận điện thoại. Lúc này Hạ Thiên đang đi trên đường, thật ra hắn đã tỉnh ngủ, lúc này cũng không muốn đi ngủ, nhưng hắn sợ An Khả Khả bắt phụ trách,
vì vậy trước khi nàng nói ra hắn phải bỏ chạy. Hắn không muốn là một người đàn ông không chịu trách nhiệm, bây giờ An Khả Khả đã không mở miệng, như vậy hắn không cần gánh chịu trách nhiệm. Chỉ ôm một cái mà thôi, ôm cũng không mang bầu được, dựa vào cái gì mà bắt mình phụ trách. Hạ Thiên Thầm nói một câu. Nhưng An Khả Khả hình như ngày càng đẹp, nếu cô ấy đẹp thêm một chút nữa thì phụ trách cũng được. Chuông điện thoại vang lên, Hạ Thiên lấy ra xem, hắn lập tức vui sướng, người điện thoại đến là Mộc Hàm. Vợ, chị có rảnh không? Hạ Thiên nhận điện thoại thì hỏi ngay. Chồng, xấu hổ quá, tôi còn vài ngày nữa mới rảnh được. Trong lời nói của Mộc Hàm có hương vị xin lỗi, Hạ Thiên đến thủ đô là vì nàng, nhưng bây giờ nàng đã an toàn, cũng không có thời gian ở cùng hắn. Tuy bây giờ nàng đang công tác vì tương lai của Hạ Thiên, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút băn khoăn. Không rảnh sao? Hạ Thiên có chút thất vọng. Chồng, vài ngày này cậu cố gắng một chút, nếu không thì cho Yêu Yêu đi cùng nhé. Mộc Hàm nũng nịu nói. Được rồi. Hạ Thiên vô tình trả lời. Chồng, trước tiên tôi bận việc, nếu rảnh sẽ điện thoại cho cậu. Mộc Hàm quả thật rất bận rộn, ngay cả gọi điện thoại cũng gấp gáp. Nàng nhanh chóng cúp điện thoại, Hạ Thiên cũng không đi tìm Tiểu Yêu Tinh, hắn nhanh chóng bắt taxi đến Đại học Bắc Kinh, hắn đến đây để tìm Tống Ngọc Mị. Hắn muốn giải quyết tất cả sự việc ở thủ đô, như vậy hắn có thể nhanh chóng quay về Giang Hải, sau khi quay về Giang Hải thì không còn nhàm chán nữa. Hạ Thiên xuống xe taxi đi về phía trường Đại học Bắc Kinh, đúng lúc này một âm thanh có chút kinh ngạc vang lên bên trái. Hạ Thiên, chương 608, lại gặp Tiền Đa Đa. Hai quay đầu nhìn, hắn thấy một người mũi to mắt nhỏ, là Tiền Đa Đa. Anh còn chưa chết sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiền Đa Đa, người này sống dai vậy. Tiền Đa Đa ở trong xe còn chưa bước xuống, hắn nghe nói NS vậy thì thiếu chút nữa đã chết ngất, người này sao thích mở miệng chu ẻo như vậy? À, tôi còn sống. Tiền Đa Đa nở nụ cười tự chế giễu, hắn biết Hạ Thiên ở thủ đô, hắn cũng biết những chuyện lớn mà Hạ Thiên đã gây ra ở thủ đô, hắn gặp Hạ Thiên ở đây chẳng qua chỉ có chút bất ngờ mà thôi. À, gần đây tôi ở thủ đô, nếu phát bệnh nhớ tìm tôi. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ, người này nhất định cho rằng hắn sẽ phát bệnh sao. Cũng vì lời nói của Hạ Thiên mà những ngày gần đây hắn luôn hoảng hốt. Nếu là người bình thường nói ra như vậy thì Tiền Đa Đa sẽ không quan tâm, vấn đề là Hạ Thiên không phải người bình thường, người này là thần y, gần đây nổi tiếng khắp thủ đô, được xưng là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ. Một thần y như vậy nói Tiền Đa Đa hắn sắp phát bệnh, dù không có bệnh cũng bị dọa mà sinh bệnh. Đáng lý nếu có bệnh và tìm người điều trị thì sẽ không có vấn đề, nhưng người này miệng quá rộng, mở miệng là muốn vài trăm triệu đồng. Điều này, Hạ Thiên, cậu đến đây có chuyện gì? Tiền Đa Đa đã có chút hối hận vì chào hỏi Hạ Thiên, hắn cũng không muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, vì vậy mới di chuyển chủ đề. Tôi đến tìm vợ mình. Hạ Thiên cũng không giấu giếm, sau đó hắn hỏi Tiền Đa Đa một câu. Anh đến đây làm gì? À, tôi đến tìm bạn gái. Tiền Đa Đa cũng không giấu giếm. Hạ Thiên nhìn chung quanh, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Sao hôm nay anh đến một mình, không mang theo ông già kia sao? Tiền Đa Đa không biết nên khóc hay cười, hắn biết rõ Hạ Thiên đang nói về tên vệ sĩ của mình, mà người ta mới hơn 40, sao lại nói là ông già. Nhưng Tiền Đa Đa cũng giải thích một câu. Thủ đô rất an toàn, vì vậy ra khỏi nhà chỉ có một mình. Thủ đô an toàn sao? Hạ Thiên có chút khó hiểu, tuy đối với hắn là an toàn, nhưng đối với Tiền Đa Đa thì phải là tuyệt đối không an toàn mới đúng. Nếu so sánh với các thành phố khác thì nơi đây vẫn an toàn hơn. Tiền Đa Đa mỉm cười. Cùng nhau vào thôi, bạn gái của tôi cũng sắp tan học, tôi đến lớp đón cô ấy, còn vợ của cậu ở đâu? Thật ra Tiền Đa Đa muốn hỏi Hạ Thiên tìm vợ nào. Hắn biết Hạ Thiên có quan hệ với không ít người đẹp, nhưng chưa từng nghe nói có người vợ nào trong Đại học Bắc Kinh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải vừa ý em sinh viên nào đấy chứ. Tôi cũng không biết cô ấy ở đâu. Hạ Thiên trả lời, thực tế hắn cũng không xác định Tống Ngọc Mị có ở trong trường hay không. Vậy cậu gọi điện thoại hỏi đi. Tiền Đa Đa nhắc nhở Hạ Thiên. Tôi không biết số điện thoại của chị ấy. Hạ Thiên chợt buồn bực, hắn phát hiện mình quên mất điều này. Tiền Đa Đa hết chỗ nói, người này thật sự đến tìm vợ sao? Vì sao không biết số điện thoại của vợ? Vợ cậu tên gì? Tiền Đa Đa hỏi. Bạn gái của tôi là nghiên cứu sinh ở đây,
cô ấy đã học 6 năm, có lẽ cũng biết bạn gái của cậu. Tiền Đa Đa nghĩ rằng vợ mà Hạ Thiên cần tìm chắc chắn không phải là sinh viên tầm thường, ít nhất cũng phải rất đẹp, có lẽ cũng nổi tiếng Đại học Bắc Kinh này. Bạn gái hắn đã học cả đại học và bây giờ là nghiên cứu sinh được 6 năm, có thể nói là quen thuộc trường Đại học Bắc Kinh, vì vậy hắn muốn hỏi tên của vợ Hạ Thiên. Chị ấy là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên không giấu giếm. Cái gì? Tiền Đa Đa lắp bắp kinh hoàng. Tống Ngọc Mị sao? Là Tống đại tiểu thư thích mặc cổ trang, Tống Ngọc Mị sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiền Đa Đa. Anh biết vợ tôi sao? Này, tôi cảnh cáo anh, đừng có ý với vợ tôi. À, Hạ Thiên, cậu đừng hiểu lầm, tôi và Tống Ngọc Mị không quen thuộc. Tiền Đa Đa giải thích có chút xấu hổ. Chỉ là mọi người cùng ở thủ đô, vì vậy hai bên quen nhau cũng không có gì kỳ lạ. Điều này cũng đúng. Hạ Thiên đồng ý với những lời vừa rồi của Tiền Đa Đa. Vợ Mị Mị cũng sẽ không thích anh. Tiền Đa Đa không biết nói gì hơn, hắn thừa nhận những lời nói của Hạ Thiên. Nghe nói tính tình của Tống Ngọc Mị rất cổ quái, vui buồn vô thường, ánh mắt quá cao. Trong thủ đô có rất nhiều công tử nhà giàu muốn Tống Ngọc Mị, nhưng không ai lọt vào mắt nàng, vì vậy đến bây giờ vẫn chăn đơn gối chiếc. Nhưng tập đoàn cảm thấy Tống Ngọc Mị không thích mình là chuyện bình thường ở huyện, nhưng nàng cũng không có khả năng yêu Hạ Thiên đấy chứ. Lại càng không thể là vợ của Hạ Thiên được. Nhưng bất ngờ chính là Hạ Thiên vừa mới đến thủ đô được vài ngày, có thể chụp được Tống Ngọc Mị vào tay nhanh vây sao. Điều này, Hạ Thiên, Tống Ngọc Mị thật sự là vợ cậu sao? Tiền Đa Đa nghĩ vậy thì không khỏi hỏi một câu. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tiền Đa Đa, người này nhất định là ghen ghét hắn nên mới không tin. Tiền Đa Đa đang định nói gì đó thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra nhìn rồi nhanh chóng nói với Hạ Thiên. Bạn gái tôi điện thoại đến. Cậu chờ chút, tôi sẽ hỏi cô ấy xem Tống Ngọc Mị ở đâu. Hạ Thiên đang tự mình đi tìm Tống Ngọc Mị, bây giờ thấy Tiền Đa Đa nói như vậy thì hắn cũng chờ một lúc. Tiền Đa Đa cũng không làm hắn thất vọng, vài phút sau đã nói cho Hạ Thiên biết, Tống Ngọc Mị sắp đi dạy học, hắn chỉ cần đến gian phòng kia là được. Vì bạn gái của Tiền Đa Đa cũng đang ở khu nhà kia, vì thế hắn và Hạ Thiên cùng nhau đến, thuận tiện giúp Hạ Thiên tìm được phòng học mà Tống Ngọc Mị sắp lên lớp, sau đó hắn mới đi gặp bạn gái. Nhưng trước khi đi hắn cũng hỏi số điện thoại của Hạ Thiên, tuy Tiền Đa Đa cảm thấy mình sẽ không cần tìm Hạ Thiên chữa bệnh, nhưng dù sao đề phòng vẫn tốt hơn. Hạ Thiên nhìn Tiền Đa Đa đi về phía một cô gái, hắn lẩm bẩm. Xem ra nhiều tiền cũng có lợi. Đi vào phòng không? Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn, nhưng ngay sau đó hắn đã quyết định tạm thời không nghĩ về vấn đề này, vì vậy đi đến phòng học không nhanh không chậm. Tuy còn chưa đến giờ lên lớp nhưng trong phòng đã có không ít sinh viên, có thể thấy Tống Ngọc Mị có sức hút khá lớn. Hạ Thiên nhìn bốn phía, sau đó hắn phát hiện có một vị trí trống. Hắn dù sao cũng từng đi học với Kiều Tiểu Kiều, biết ngồi bàn đầu thì gần giáo sư nhất, mà bây giờ hắn cũng muốn ngồi gần Tống Ngọc Mị. Bạn trai, phiền bạn đi ra nơi khác. Đúng lúc này bên cạnh Hạ Thiên vang lên một âm thanh. Chương 609, cho các người không thể nghe giảng. Hạ Thiên quay đầu nhìn một chút, nói chuyện là một nam sinh viên, vóc dáng không cao nhưng chắc nịch. Nam sinh viên này cũng giống như Hạ Thiên, ăn mặc trang phục bình thường, lúc này tên nam sinh đang dùng ánh mắt địch ý nhìn Hạ Thiên. Sao phải ra chỗ khác? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên nam sinh. Chú là ai? Tôi là Lưu Bản Sinh, là lớp trưởng. Tên nam sinh nhìn Hạ Thiên nói. Cậu không phải là người trong lớp chúng tôi, vì vậy tôi muốn cậu ra ngoài. Cái gì, đại học không phải có thể tùy tiện đến lớp khác học sao? Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn nhớ rõ Kiều Tiểu Kiều đã từng nói, dù không phải là sinh viên thì đến phòng học nghe giảng cũng không có ai quan tâm. Lớp khác thì có thể, lớp chúng tôi thì không. Lưu Bản Sinh hừ một tiếng. Nếu tùy tiện cho các người đến lớp nghe giảng viên Tống giảng bài, như vậy phòng học sẽ chật ních. Giảng viên Tống có nói, cô ấy không chào đón những người không thật sự muốn đến học. Mặt khác tôi cũng khuyên cậu cũng đừng nên như vậy, đừng có ý với giảng viên Tống. Đúng vậy, xấu trai như ma lem mà cũng có ý với giảng viên Tống sao? Đúng là không biết tự lượng sức. Không có tư tưởng giác ngộ. Cút đi, đừng ảnh hưởng đến lớp chúng tôi. Khoảnh khắc này có 10 tên sinh viên coi Hạ Thiên là kẻ địch, bọn họ cùng nhau hợp miệng tấn công, chỉ hận không thể ném Hạ Thiên ra ngoài. Này, tất cả im mồm cho anh. Hạ Thiên rất lớn tiếng. Vì vậy mà tất cả âm thanh bị hắn áp chế,
vừa rồi còn ồn ào nhưng đã xuất hiện tình huống yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng âm thanh của Hạ Thiên vẫn còn không ngừng. Tôi cũng không muốn đi học, tôi đến tìm vợ, các người ồn ào thì tôi sẽ cho tất cả không thể nghe giảng được. Vài giây sau phòng họp càng ồn hơn. Nghe không thì nghe không được, người này quả nhiên không có hảo tâm. Hừ, còn dám uy hiếp chúng ta sao? Báo cảnh sát tống tên này ra ngoài đi. Báo cảnh sát làm gì, chúng ta đánh nó một trận là được. Đúng, đúng, đánh nó đi, đuổi nó ra ngoài. Các anh em, cùng tiến lên. Quân tử động mồm không động thủ, chúng ta dùng nước miếng dìm chết nó. Tiểu tử, cút mau, có tin chị dùng nịt ngực xiết cổ chết không? Đám người chợt ồn ào, có vài người thậm chí còn chạy đến vây quanh Hạ Thiên, bộ dạng muốn ra tay đánh người. Nhưng dù sao bọn họ cũng là sinh viên, bọn họ làm như vậy chẳng qua chỉ muốn uy hiếp Hạ Thiên, cũng không ai thật sự ra tay. Nhưng bọn họ không ra tay thì Hạ Thiên lại muốn ra tay, đám người này quá ồn, hắn chỉ muốn đến tìm vợ mà thôi, bọn họ không thể yên tĩnh một chút sao. Hạ Thiên đang chuẩn bị đánh người thì một âm thanh quen thuộc truyền đến. Ồn ào cái gì vậy? Khi âm thanh này vang lên thì phòng họp chợt an tĩnh trở lại, Hạ Thiên lại rất vui sướng, hắn quay đầu thì thấy Tống Ngọc Mị đang đi vào phòng, đến giảng bài. Giáo sư Tống, người này không cùng lớp nhưng cứ ở lì không chịu đi. Tất cả mọi người đều rất giận, vì vậy mới ồn ào. Tên lớp trưởng Lưu Bản Sinh chỉ vào Hạ Thiên nói. Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc, nàng dù thế nào cũng không ngờ Hạ Thiên lại xuất hiện trong lớp nàng sắp giảng bài. Sao cậu lại đến đây? Tống Ngọc Mị không nhịn được phải hỏi. Tôi đến tìm chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôi phải dạy học, nếu cậu tìm tôi có chuyện thì ra ngoài chờ tôi dạy xong sẽ nói chuyện. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Hạ Thiên cũng không tình nguyện. Ở bên ngoài rất chán, tôi ở bên trong này cho rồi. Mười mấy tên sinh viên nam nữ nghe như vậy mà đưa mắt nhìn nhau, người này thật sự có quen biết với giáo sư Tống sao? Hơn nữa hình như quan hệ rất sâu thì phải. Lớp chúng tôi có quy tắc, không phải là sinh viên của tôi, dù là kẻ nào cũng không được vào nghe giảng. Tống Ngọc Mị có chút mất vui. Tôi không thể vì cậu mà phá quy củ. Nghe thấy chưa? Giáo sư Tống nói cậu ra ngoài, còn chưa đi sao? Lưu Bản Sinh hét lên phụ trợ. Đúng vậy, mau đi ra. Một tên sinh viên khác phụ họa. Tất cả yên lặng. Tống Ngọc Mị có chút mất vui, nàng rõ ràng không thích sinh viên ồn ào như vậy. Rõ ràng Tống Ngọc Mị rất có uy tín tổng lớp, nàng mở miệng thì tất cả sinh viên đều ngậm miệng lại. Lúc này Tống Ngọc Mị nhìn Hạ Thiên, nàng nói. Cậu xem, tất cả mọi người đều hy vọng cậu ra ngoài. Cậu có cần làm nhiều người nổi giận như vậy không? Mau đi ra, không cần làm mất thời gian. Đi thì đi. Hạ Thiên có chút bất mãn, hắn nhảy dựng khỏi ghế, sau khi đi đến phía trên thì nói. Là các người muốn tôi ra ngoài, tất cả đừng hối hận. Hừ, ai thèm hối hận. Trong lòng người nào cũng có ý nghĩ này. Đúng lúc này Hạ Thiên làm một sự kiện bắt buộc tất cả chấn động, hắn đột nhiên giang hai tay bế Tống Ngọc Mị lên. Này, cậu làm gì thế? Với tâm lý tố chất của Tống Ngọc Mị, nàng bị Hạ Thiên làm như vậy thì cũng rất hoảng sợ. Mau buông ra. Đám sinh viên thì cực kỳ căm phẫn, đặc biệt là nhóm nam sinh viên càng hâm mộ và ghen ghét, sau đó tất cả la ầm lên. Mau buông giáo sư Tống ra. Các người không cho tôi nghe giảng, vậy tôi cũng không cho các người nghe giảng. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đám người. Tôi cùng vợ đi chỗ khác, đám ngu ngốc các người cứ ở lại mà nghe giảng. Giáo sư Tống bị người ta bắt đi rồi. Mau đuổi theo. Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Phòng họp chợt rối loạn, vài tên sinh viên nhanh tay lệ chân lập tức chạy theo, nhưng bọn họ phát hiện không thấy bóng dáng của Tống Ngọc Mị. Bên bờ hồ vô danh. Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị ngồi bên hồ nước, vẫn là vị trí trước kia, nhưng khác biệt là trong tay Tống Ngọc Mị không có sách, nàng không đọc sách mà dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, bộ dạng hận không thể cắn chết người. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tống Ngọc Mị dùng giọng băng giá hỏi, bây giờ nàng có một xúc động muốn bổ đầu Hạ Thiên ra xem bên trong có thứ gì, xem có phải đầu óc hắn có cấu tạo khác biệt với người khác hay không. Nếu không thì sao hắn lại làm ra những chuyện như vậy? Cũng vì không cho Hạ Thiên nghe giảng mà hắn chính thức cướp luôn giảng viên, mục đích là không cho người khác nghe giảng theo, điều này rõ ràng là hành động của những bệnh nhân tâm thần. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, tôi đến đây ngắm cảnh. Tống Ngọc Mị nghiến răng nghiến lợi, cùng nàng ngắm cảnh sao? Không đúng,
người này không ngắm cảnh mà ngắm nàng thì đúng hơn. Tôi phải về dạy học. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Vợ Mị Mị, chị rất thích dạy học sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Đúng vậy, tôi thích làm giáo viên. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Vậy thì được, bây giờ tôi tạm thời làm sinh viên, chị giảng tôi nghe. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tống Ngọc Mị không khỏi vặn hai bàn tay phấn, nàng vốn tưởng rằng Hạ Thiên sẽ hảo tâm cho mình về, nào biết hắn nói một câu như vậy. Ủa, giáo sư Tống, là chị sao? Tống Ngọc Mị đang tức giận muốn giết người thì sau lưng vang lên một âm thanh kinh ngạc. Chương 610, thật sự đáng thương. Tống Ngọc Mị quay đầu, nàng nhìn thấy một nam một nữ, mà nữ sinh vóc dáng không cao, cũng không tính là đặc biệt xinh đẹp, đi đường cũng không quá làm người ta chú ý. Quan Đình, là em sao? Tống Ngọc Mị cũng quen biết nữ sinh kia, nàng bắt chuyện với đối phương, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh nữ sinh. Đây là bạn trai của em sao? Đúng vậy, giáo sư Tống, cô cũng đến với bạn trai sao? Quan Đình cười ngọt ngào, nụ cười của nàng nhìn qua có vẻ rất thoải mái. Quan Đình liếc nhìn Hạ Thiên rồi dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Nhưng, giáo sư Tống, không phải cô có lớp sao? Bây giờ chị ấy đang giảng cho tôi. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn nhìn người đàn ông bên cạnh Quan Đình, hắn có chút mất hứng. Này, sao lại là anh? Người đàn ông bên cạnh Quan Đình không phải là ai khác, chính là Tiền Đa Đa 10 phút trước đã cùng nói chuyện với Hạ Thiên, rõ ràng Quan Đình chính là bạn gái sinh viên của Tiền Đa Đa. Điều này, có chút trùng hợp. Tiền Đa Đa nở nụ cười bất đắc dĩ, khi thấy Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị ngồi một chỗ với nhau, hơn nữa còn rất thân mật thì hắn cũng không thể không tin. Người này sau khi tìm được Mộc Hàm thì tiếp tục đi hái đóa hoa thứ hai ở thủ đô là Tống Ngọc Mị, Tiền Đa Đa thân là đàn ông sinh trưởng ở thủ đô và chưa có vợ. Tất nhiên hắn cũng cảm giác được áp lực cho người thủ đô. Trong thủ đô có 4 đóa hoa nhưng đã bị một người ngoài hái mất 2, hy vọng những đàn ông khác ở thủ đô có thể chủ động hái 2 đóa hoa còn lại, nếu không sự việc truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta tưởng rằng ở thủ đô không có đàn ông. Đa Đa, anh có quen với bạn trai của giáo sư Tống sao? Quan Đình có chút ngạc nhiên. Giới thiệu cho em, đây là Hạ Thiên, là thần y nổi tiếng thời gian gần đây ở thủ đô. Tiền Đa Đa khẽ gật đầu. Sau đó giới thiệu với Hạ Thiên bạn gái của mình. Hạ Thiên, đây là bạn gái của tôi, là Quan Đình. Sao? Quan Đình duyên dáng kêu lên một tiếng. Anh chính là Hạ Thần Y lợi hại kia sao, hèn gì tôi cảm thấy có chút quen quen, thì ra, nhưng anh không phải. Quan Đình thiếu chút nữa đã thốt ra một câu, nhưng nàng nhanh chóng cảm thấy tình huống không đúng và ngậm miệng lại. Nàng nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không biết nói thêm điều gì. Nàng đang định hỏi Hạ Thiên không phải là bạn trai của Mộc Hàm sao? Vì sao bây giờ lại là bạn trai của Tống Ngọc Mị? Chúng ta cũng đừng quấy rầy bọn họ. Tiền Đa Đa tranh thủ thời gian nói, trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ quái, Hạ Thiên rõ ràng tìm được Tống Ngọc Mị sau đó mới đến đây, nhưng sao lại tới trước cả hắn và Quan Đình? À, vâng. Quan Đình khẽ gật đầu, sau đó nói lời cáo từ với Tống Ngọc Mị. Giáo sư Tống, chúng tôi qua bên kia một chút. Tống Ngọc Mị khẽ gật đầu, nàng không nói gì. Tuy nàng và Quan Đình chỉ có thể nói là biết nhau, chưa đến mức thân quen, nhưng thực tế thì Tống Ngọc Mị đều không quá quen thuộc với tất cả, thậm chí nàng có vẻ giống như không hợp với thế giới này. Chỉ cần nhìn nàng cả ngày mặc cổ trang cũng đủ dọa cho nhiều người bỏ chạy. Đúng là đáng thương. Hạ Thiên nhìn bóng lưng của Tiền Đa Đa và Quan Đình mà khẽ lắc đầu. Cậu nói ai đáng thương? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi, bây giờ nàng xem như đã hiểu. Đừng hòng quay về giảng bài. Hai người bọn họ đều đáng thương. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tôi cảm thấy bọn họ không đáng thương. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Tiền Đa Đa là trưởng nam của Tiền gia, anh ta quản lý một quỹ tài chính giá trị vài chục tỷ, tương lai tất cả tiền bạc của Tiền gia sẽ giao cho một mình anh ấy quản lý. Tôi đã nói với anh, đừng xem TV nói về những tỷ phú này tỷ phú kia, thật ra tất cả đều giả dối, Tiền gia mới thật sự là tỷ phú. Cha của Quan Đình lại là quan lớn trong bộ tài chính, bọn họ đều xuất thân từ những gia tộc liên quan đến tiền bạc, vì sao lại đáng thương? Vợ Mị Mị, dựa theo lời của chị thì Tiền Đa Đa không phải chỉ có vài chục tỷ sao? Hạ Thiên rất hứng thú với vấn đề này. Tôi không biết Tiền Đa Đa có bao nhiêu tiền, nhưng chỉ biết Tiền gia chắc chắn không chỉ có nhiêu đó tiền. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Hạ Thiên có hơi thất vọng. Như vậy sao? Tôi còn tưởng rằng Tiền Đa Đa có rất nhiều tiền.
Cậu quan tâm người ta có bao nhiêu tiền để làm gì? Đó cũng không phải của cậu. Tống Ngọc Mị gần đây có tâm tính rất lạnh nhạt, rất ít khi nổi giận, những sự kiện hoặc con người bình thường rất ít khi làm nàng tức giận. Nhưng bây giờ nàng lại khó thể bình tĩnh, nói chuyện cũng cực kỳ tức tối, hoàn toàn không giống với lúc bình thường. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng thật sự bị Hạ Thiên làm cho tức chết. Vì số tiền đó rất có thể trở thành của tôi. Hạ Thiên chân thành nói. Sao biến thành của cậu? Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Tiền đa đa cũng không phải là phụ nữ. Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn trừng mắt nhìn Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, có phải chị đang nói tôi ăn bám không? Tôi không nói vậy, cậu thích nghĩ sao thì cứ tự tiện. Tống Ngọc Mị không nói thêm điều gì nhưng trong lòng thầm nghĩ, người này rõ ràng là ăn bám, chỉ cần nhìn những phụ nữ của hắn ở Giang Hải thì biết, một người là Kiều Tiểu Kiều, người còn lại là Diệp Mộng Oánh, ai cũng có nhiều tiền. Nếu người này tự kiếm được tiền thì cũng có thể nuôi được một đám vợ tốt như vậy sao? Vợ Mị Mị, nói bậy về chồng sẽ bị đòn, vừa rồi là lần đầu, tôi sẽ không đánh chị, sau này nếu còn nói bậy thì sẽ bị đòn. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi không phải vợ cậu, tôi chỉ nói cho cậu cơ hội để theo đuổi mà thôi. Nhưng tôi đã theo đuổi chị rồi. Hạ Thiên ra vẻ vô tội. Cậu làm vậy coi là theo đuổi sao? Tống Ngọc Mị rất căm tức, dù nàng cố ý tiếp cận Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không phải phụ nữ bình thường, nàng có tự ái và cao ngạo. Điều này không cho phép nàng bán rẻ thân mình, người này không muốn bỏ công sức theo đuổi nàng. Điều này là khó thể tha thứ. Vậy bây giờ chị chạy đi, tôi sẽ theo đuổi một lần nữa. Hạ Thiên nói như thật. Tống Ngọc Mị chợt sinh ra xúc động muốn đẩy Hạ Thiên xuống hồ cho chết đuối, nàng không có năng lực kia, nếu có thì không cần phải tức giận vì hắn. Ngay sau đó Tống Ngọc Mị bình tĩnh trở lại, nàng không muốn náo loạn với Hạ Thiên, vì hắn có thứ nàng muốn. Cậu vừa nói bọn họ đáng thương, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Tống Ngọc Mị mở miệng hỏi. Vì không muốn bị chọc giận mà nàng quyết định nói về người khác, như vậy sẽ không tức giận, dù sao cũng không liên quan đến nàng. Quan Đình kia còn trẻ mà sắp trở thành quả phụ, tất nhiên là đáng thương. Hạ Thiên lười biếng nói. Tiền đa đa thì càng đáng thương hơn, chưa nói hắn sắp chết, càng khốn kiếp chính là hắn chế thì vợ mình sẽ là vợ người khác, chết cũng bị người ta cắm sừng lên đầu, như vậy không đáng thương sao? Cậu nói Tiền đa đa sẽ chết sao? Tống Ngọc Mị coi như hiểu ý của Hạ Thiên. Chương 611, một lần khai trương ăn cả đời. Nếu anh ta chịu để tôi chữa bệnh, anh ta sẽ không chết, nếu không thì nhất định sẽ chết. Hạ Thiên gật đầu, sau đó tỏ ra tiếc hận. Đáng tiếc là người này không muốn cho tôi chữa bệnh, vì vậy anh ta chết chắc rồi. Tống Ngọc Mị cảm thấy rất kỳ quái. Tiền đa đa vì sao không muốn chữa bệnh? Lần đầu gặp mặt thì Tống Ngọc Mị cũng không biết Hạ Thiên là ai. Nhưng bây giờ nàng đã biết được khá nhiều chuyện về hắn, cũng biết hắn là thần y, vì vậy nàng lại tin hắn có thể chữa bệnh cho Tiền đa đa. Nhưng Tiền đa đa không muốn chữa bệnh, điều này có chút kỳ quái. Tên kia rất nhỏ mọn, không muốn cho tôi tiền. Giọng nói của Hạ Thiên rất bất mãn. Không muốn trả tiền sao? Tống Ngọc Mị cảm thấy khó tưởng, Tiền đa đa không thiếu tiền, cũng không đến mức trị bệnh mà không muốn trả tiền đấy chứ. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng nhanh chóng nhớ ra vấn đề. Nghe nói Hạ Thiên chữa bệnh thu phí rất mắc, vì vậy nàng hỏi. Cậu muốn anh ta trả bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều, tôi chỉ muốn một nửa tài sản mà thôi. Hạ Thiên hời hợt nói. Lúc này Tống Ngọc Mị thật sự có xúc động tự mình nhảy vào hồ, cũng không nhiều sao. Tiền đa đa có vài chục tỷ, người này muốn lấy một nửa, thật ra cũng là vài chục tỷ, như vậy mà cũng dám nói sao. Dù là tỷ phú thế giới cũng không dám nói vài chục tỷ là không nhiều, Tống Ngọc Mị tin. Trên đời này ngoài Hạ Thiên thì chẳng còn ai nói như vậy. Tống Ngọc Mị không nói thêm điều gì, Hạ Thiên còn nói thêm. Vợ Mị Mị, chị cũng thấy không nhiều lắm sao? Nhưng tiền đa đa là như vậy thì sao gọi là tiền đa đa? Không nhiều mới là lạ. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Cậu tùy tiện chữa bệnh cho người ta mà đòi vài chục tỷ, chỉ cần là người bình thường sẽ không tình nguyện đưa cho cậu. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Cậu muốn thật sự kiếm tiền thì không nên há miệng quá rộng như vậy, nếu cậu ra giá vài triệu thì tôi tin tiền đa đa sẽ tình nguyện đưa ra. Vợ Mị Mị, điều này là không thể. Hạ Thiên rất chân thành nói. Đây là quy của sư phụ tôi, cứu sống là một triệu, cứu chết thu một nửa, tiền đa đa sắp chết, tôi cứu hắn thì phải thu một nửa.
quy củ là do người định ra, trên đời này không phải chẳng sửa được. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng nói. Hạ Thiên suy nghĩ, sau đó hắn khẽ gật đầu. Thật ra tôi cũng hiểu quy củ này nên sửa lại, đại sư phụ đã lập ra quy củ này hơn 20 năm trước, nghe nói 1 triệu rất đáng tiền, nhưng bây giờ là thời buổi lạm phát, tôi cảm thấy chữa bệnh nên thu 10 triệu. Tống Ngọc Mị lúc đầu còn tưởng rằng người này bị mình thuyết phục, nhưng nàng nghe những câu sau mà hiểu ra, người này muốn sửa quy củ chẳng vì nguyên nhân mình thu phí quá cao, hắn cảm thấy đã quá rẻ. Hạ Thiên lúc này lại nói một câu. Tôi quyết định từ bây giờ phải sửa quy củ, cứu sống là 10 triệu, cứu chết chỉ để lại 10 ngàn. Quy củ này thật ra cũng không phải lần đầu tiên Hạ Thiên nói ra, nhưng có điều Tống Ngọc Mị lần đầu tiên nghe được, vì vậy nàng không nhịn được phải hỏi. Để lại 10 ngàn là sao? Chỉ để lại 10 ngàn chính là tôi lấy tất cả. Hạ Thiên có chút đắc ý. Vợ Mị Mị, quy củ tốt chứ? Cậu ở đó mà chờ ăn không khí đi. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Tôi nghĩ sẽ chẳng ai tìm cậu nhờ chữa bệnh, sau này đừng hòng kiếm được tiền. Vì sao đại sư phụ nói chỉ cần có bản lĩnh thì không cần lo lắng thiếu tiền? Hạ Thiên không cho là đúng. Tống Ngọc Mị không muốn tranh chấp với Hạ Thiên, người này còn quá đáng hơn cả những người khai trương một ngày ăn 3 năm, hắn không làm thì thôi, làm một lần thì phải ăn cả đời. Đại sư phụ của cậu cũng là thầy thuốc sao? Tống Ngọc Mị tùy ý hỏi một câu. Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Y thuật của cậu đều do ông ta chỉ dạy sao? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Lúc này Hạ Thiên lại lắc đầu. Ông ta dạy tôi rất nhiều nhưng có một vài thứ tôi học được từ sách, thần tiên tỷ tỷ nói tôi là trò giỏi hơn thầy, bây giờ y thuật của đại sư phụ đã không bằng tôi. Phải không đấy, vậy cậu rất lợi hại rồi. Tống Ngọc Mị tán thưởng Hạ Thiên một câu rất khó tìm, sau đó lại lơ đãng hỏi một câu. Cậu nói mình có thần tiên tỷ tỷ, là ai? Cậu còn chị sao? Thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi. Trong mắt Hạ Thiên lóe lên cái nhìn ôn hòa, sau đó dùng ánh mắt mờ ảo nhìn về phía trước rồi thì thào. Tôi lại nhớ về thần tiên tỷ tỷ. Cậu có vợ là thần tiên tỷ tỷ, vậy tôi là gì? Tống Ngọc Mị chợt tức giận hỏi. Chị đương nhiên cũng là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời. Một người chỉ có một vợ. Tống Ngọc Mị căm giận nói. Nhưng thần tiên tỷ tỷ không nói như vậy, chị ấy nói tôi có thể lấy nhiều vợ. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Thần tiên tỷ tỷ nói thì chắc chắn rất đúng. Cậu đã có vợ, vậy đừng đến tìm tôi. Tống Ngọc Mị thở phì phò nói, sau đó nàng đứng lên, bộ dạng muốn bỏ đi. Hạ Thiên lại kéo tay Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, chị là vợ tôi, sao tôi lại không tìm chị? Như vậy người ta sẽ nói tôi không có trách nhiệm. Tống Ngọc Mị tôi sẽ không làm vợ bé cho người ta. Tống Ngọc Mị hừ nhẹ một tiếng. Vợ Mị Mị, làm vợ bé có gì là không tốt? Tôi sẽ đối xử với chị thật tốt. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Khi thấy Hạ Thiên dùng bộ dạng cực kỳ chuyên chú nói ra những lời như vậy thì Tống Ngọc Mị chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết hắn. Dù nàng sớm biết người này có một đống vợ, dù nàng biết trong xã hội này đàn ông có nhiều vợ bé cũng đầy ra, nhưng bọn họ phần lớn là giấu người, không ai quang minh chính đại và tỏ ra hào hùng như người này. Cậu thật sự tốt với tôi sao? Tống Ngọc Mị tuy rất muốn đá một phát giết chết Hạ Thiên, nhưng nàng không lộ ra ngoài, nàng chỉ dùng giọng u oán hỏi. Tất nhiên là thật. Hạ Thiên lập tức gật đầu. Tôi là đàn ông tốt, tôi sẽ đối xử tốt với tất cả các bà vợ. Cậu mà là đàn ông tốt. Trong lòng Tống Ngọc Mị rất khinh bỉ Hạ Thiên, nhưng nàng thản nhiên nói. Cậu phải nhớ kỹ những lời này. Trí nhớ của tôi là rất tốt. Hạ Thiên cười hì hì trả lời. Vợ Mị Mị, chị ngồi xuống trước đi đã. Hạ Thiên cũng không quan tâm Tống Ngọc Mị có tình nguyện hay không, hắn dùng sức kéo, Tống Ngọc Mị ngồi xuống, nhưng lúc này nàng không ngồi xuống tảng đá mà ngồi vào lòng Hạ Thiên. Tiền Đa Đa và Quan Đình đang đi ở bờ hồ bên kia cũng vừa lúc thấy được tình cảnh như vậy, lần này dù trước đó Tiền Đa Đa có nhiều hoài nghi cũng hoàn toàn bị phá bỏ. Lúc này hắn đã hoàn toàn vững tin Hạ Thiên quả thật đã tán đổ Tống Ngọc Mị, nếu không Tống Ngọc Mị sao lại thân mật với hắn như vậy. Mà đám nam sinh ở bên cạnh hồ cũng rất muốn ném Hạ Thiên xuống hồ cho chết đuối, tên khốn kia ở đâu ra, sao lại cướp mất hoa hậu giảng đường của bọn họ rồi. Điện thoại của Hạ Thiên đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nhìn số, sau đó nhận điện thoại. Khi điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng của Bạch Tiểu Lỗi. Đại ca, em là Bạch Tiểu Lỗi, bây giờ anh có rảnh không? Chương 612, bạn gái của Bạch Tiểu Lỗi.
Không phải là có hay không, chú có chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi, dù cách xa nhưng hắn thông qua điện thoại vẫn có thể nghe được nhịp tim của Bạch Tiểu Lỗi, rất nhanh, rõ ràng rất căng thẳng. Đại ca, bạn gái của em đang ở bệnh viện, tình huống rất nguy hiểm, đám bác sĩ nói cần phải giải phẫu nhưng vẫn chưa nắm chắc, anh có thể đến xem không? Bạch Tiểu Lỗi nói bằng giọng rất lo lắng. À, bạn gái của chú xảy ra vấn đề sao? Không có gì, anh sẽ đến ngay, chú đang ở đâu? Hạ Thiên đáp ứng không chút do dự. Chúng ta đang ở trong bệnh viện Thánh Maria, đại ca, anh đến thế nào? Nếu không em đi đón anh nhé. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Hạ Thiên không trả lời ngay, hắn quay đầu hỏi Tống Ngọc Mị một câu. Vợ Mị Mị, chị biết bệnh viện Thánh Maria ở đâu không? Biết. Tống Ngọc Mị trả lời. À, chú không cần đến đón, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này nói một câu trong điện thoại rồi cúp máy, sau đó hắn ôm Tống Ngọc Mị đứng lên. Vợ Mị Mị, chúng ta đến bệnh viện Thánh Maria. Tống Ngọc Mị định từ chối nhưng suy nghĩ lại rồi đồng ý. Xe của tôi ở bên kia. Ngay sau đó Tống Ngọc Mị chạy chiếc Maserati chở Hạ Thiên rời khỏi Đại học Bắc Kinh chạy về phía bệnh viện Thánh Maria. Cậu vào đó làm gì? Trên đường Tống Ngọc Mị hỏi. Bạn gái của Tiểu Hắc xảy ra chuyện, tôi đi cứu cô ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tống Ngọc Mị có chút mơ hồ. Tiểu Hắc là ai? À, Tiểu Hắc chính là Bạch Tiểu Lỗi, hắn đen quá, vì vậy tôi gọi là Tiểu Hắc. Hạ Thiên giải thích. Trong lòng Tống Ngọc Mị chợt bùng lên cảm giác cổ quái, nàng tất nhiên biết rõ Bạch Tiểu Lỗi là ai, cũng biết Bạch Tiểu Lỗi không khác gì người châu Phi. Nhưng trong thủ đô này sợ rằng chỉ có một mình Hạ Thiên mới dám gọi Bạch Tiểu Lỗi bằng tên hiệu như vậy. Cậu quen biết Bạch Tiểu Lỗi sao? Tống Ngọc Mị lại hỏi. Bình thường thôi, hắn là tiểu đệ của tôi ở đây. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ Mị Mị, tôi đã nói rồi, tôi có một tiểu đệ khá tốt, tên kia rất biết cách làm việc. Tống Ngọc Mị tất nhiên biết Bạch Tiểu Lỗi giỏi làm việc, người ta dù sao cũng là Bạch Tam thiếu gia, tuy người thủ đô nói Bạch Tiểu Lỗi là kẻ không có tương lai ở Bạch gia, nhưng ai cũng biết Bạch Tiểu Lỗi rất tài trí, hắn không có tương lai chẳng phải vô năng, vì hai anh ruột của hắn có tương lai quá tươi sáng. Tống Ngọc Mị nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên sao có thể thu phục được Bạch Tiểu Lỗi làm tiểu đệ. Nhưng Tống Ngọc Mị cũng không nói gì, hôm nay nàng đã hỏi được khá nhiều vấn đề của Hạ Thiên. Nàng sợ mình tiếp tục hỏi thêm thì đối phương sẽ nghi ngờ. Đại học Bắc Kinh cũng không cách bệnh viện Thánh Maria quá xa, hơn 10 phút sau Tống Ngọc Mị đã lái xe đến mục đích. Khi xe còn chưa dừng lại thì Tống Ngọc Mị đã thấy Bạch Tiểu Lỗi đứng chờ ở cửa bệnh viện, vẻ mặt rất lo lắng, hơn nữa còn liên tục đi qua đi lại. Mãi đến khi Tống Ngọc Mị dừng chiếc Maserati ở bên cạnh thì Bạch Tiểu Lỗi mới dừng bước. Đại ca! Khi thấy Hạ Thiên từ trong xe bước ra thì trên mặt Bạch Tiểu Lỗi cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm vui sướng, khi hắn thấy Tống Ngọc Mị bước xuống xe thì không khỏi sững sờ. Tống Tiểu Thư sao? Tống Ngọc Mị cười nhạt một tiếng, xem như đáp lời Bạch Tiểu Lỗi. Mau đưa anh đi xem bạn gái chú. Hạ Thiên mở miệng nói. Vâng, đại ca, mời. Bạch Tiểu Lỗi lập tức kịp phản ứng, hắn vội vàng đi vào trong bệnh viện, vừa đi hắn vừa giới thiệu tình huống của bạn gái. Đại ca, bạn gái của em mang thai 7 tháng, vì sức khỏe không tốt nên em đã sớm sắp xếp cô ấy vào trong bệnh viện. Đáng lý ra tất cả đều bình thường nhưng từ sáng nay cô ấy đã tỏ ra khác thường, bác sĩ kiểm tra nói tim có vấn đề, huyết áp cao. Tóm lại là có vấn đề khắp nơi, cần phải giải phẫu để lấy đứa bé ra, như vậy mới bảo vệ được tính mạng của mẹ và con, còn nói ít nhất có 8 phần cứu sống được con của em. Hạ Thiên cắt ngang lời Bạch Tiểu Lỗi. Cậu không cần giới thiệu bệnh tình. Chút nữa tôi nhìn qua sẽ biết. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi gật đầu, hắn không nói thêm điều gì. Một lúc sau Hạ Thiên và Bạch Tiểu Lỗi đã đến một phòng bệnh, bên trong có một đám bác sĩ và y tá, trên giường bệnh là một cô gái trẻ ngũ quan xinh đẹp nhưng vẻ mặt tái nhợt, trên trán còn liên tục vã mồ hôi. Bạch tiên sinh, anh đã quyết định xong chưa? Tình huống của Lỗ Tiểu Thư đang chuyển biến xấu, phải lập tức giải phẫu lấy đứa bé ra, nếu không sẽ chẳng giữ được đứa bé. Khi thấy Bạch Tiểu Lỗi đến thì một bác sĩ nam hơn 50 nói ngay. Trước tiên các người tránh ra đã. Bạch Tiểu Lỗi phân phó. Bạch tiên sinh. Tên bác sĩ kia có chút nghi hoặc. Mau tránh ra. Bạch Tiểu Lỗi đột nhiên giống lên. Khi thấy Bạch Tiểu Lỗi phát hỏa thì đám bác sĩ y tá không dám nói thêm điều gì, tất cả nhanh chóng lui ra bên cạnh.
Hạ Thiên đến bên giường bệnh, hắn bắt mạch cho cô gái, sau đó lông mày nhíu lại. Đại ca, thế nào, có thể chữa được không? Bạch Tiểu Lỗi thấy Hạ Thiên nhíu mày thì trong lòng có chút bất an, nói đến đó hắn lại bổ sung. Đại ca, không bảo vệ được đứa bé cũng không sao, quan trọng là bảo vệ được mẹ. À, may mà anh đến sớm, mẹ và con đều có thể sống, nếu muộn một chút nữa thì đứa bé sẽ chết. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn lấy ngân châm đâm lên người bệnh nhân. Bạch tiên sinh, anh đừng nên trị liệu tùy tiện, lỡ may. Tên bác sĩ ở bên cạnh nhìn không được phải khuyên. Ông ở bên cạnh nhìn là được, xảy ra chuyện không cần ông phụ trách. Bạch Tiểu Lỗi tức giận nói. Tên bác sĩ nghe nói như vậy thì không nói gì thêm, chỉ cần hắn không phải phụ trách bệnh nhân chết hay sống, như vậy hắn sẽ không sao. Phòng bệnh rất yên tĩnh, mỗi người đều nhìn vào hành động của Hạ Thiên, nhưng động tác của Hạ Thiên càng lúc càng nhanh, chỉ thấy hai tay cầm một cây ngân châm, động tác cực kỳ thành thạo, liên tục đâm vào người bệnh nhân. Dần dần mọi người đã không còn nhìn thấy động tác của hắn, nhưng khi thấy bệnh nhân biến hóa thì cực kỳ kinh ngạc, vẻ mặt tái nhợt đã biến mất, cũng không còn đổ mồ hôi. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi cực kỳ căng thẳng, hắn nhìn người phụ nữ trên giường không chớp mắt, vô tình hai bàn tay cũng siết chặt, dù ai cũng có thể thấy hắn rất coi trọng bạn gái. Khoảnh khắc này Tống Ngọc Mị đứng ở cửa phòng bệnh, nàng lặng lặng nhìn tình huống trong phòng bệnh, nàng định đưa Hạ Thiên đến đây rồi đi nhưng sau khi do dự thì quyết định đến xem. Nàng muốn tận mắt nhìn thấy y thuật của Hạ Thiên, xem có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không. Đúng lúc này Hạ Thiên ngừng thi châm, hắn nâng người bệnh lên. Sau đó khẽ vỗ một chưởng ra sau lưng nàng. Sau đó người bệnh há miệng nhổ ra một ngụm máu tanh hôi. Chương 613, có cửu oán với ai? Một hương vị khó nghe truyền khắp phòng, ngay cả Tống Ngọc Mị ở ngoài cửa ra vào cũng không tự giác được phải che mũi. Đám bác sĩ và y tá trong phòng bệnh cũng tự nhiên sinh ra xúc động muốn chạy đi. Nhưng bọn họ thấy Bạch Tiểu Lỗi vẫn còn ở bên trong, bọn họ cũng không dám đi, ai cũng biết rõ thân phận của hắn, cũng không ai dám đắc tội. Không có gì, lau người cho cô ấy, giải trừ sạch sẽ một chút. Hạ Thiên lúc này mới mở miệng. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu, sau đó hắn nhìn hai y tá. Còn ngây ra đó làm gì? Nhanh tay nhanh chân lên. Hai y tá này chính là Bạch Tiểu Lỗi đặc biệt mời đến phục vụ bạn gái, tất nhiên những chuyện thế này phải do hai nàng làm. Tiểu Lỗi, em làm sao vậy? Lúc này một âm thanh suy yếu vang lên. Tiểu Lỗi. Không có gì, em đi tắm rửa trước đi. Bạch Tiểu Lỗi dịu dàng nói. Ừ, vâng. Người đẹp gọi là Tiểu Lỗi lên tiếng, sau đó nàng được hai y tá đỡ vào phòng tắm. Hạ Thiên lúc này cũng rời khỏi phòng bệnh, sau đó hắn hô một câu. Này, Tiểu Hắc, chú ra đây. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng ra khỏi phòng bệnh, hắn cung kính hỏi. Đại ca, có chuyện gì sao? Cô gái đó là vợ chú sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, nhưng còn chưa chính thức kết hôn, tên là Lỗ Tiểu Mễ, lát nữa sẽ cho cô ấy bái kiến đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói. Hạ Thiên lại hỏi. Có phải chú có thù oán với ai không? Đại ca, sao anh lại hỏi như vậy? Bạch Tiểu Lỗi có chút kỳ quái, nhưng sau đó lại lập tức gật đầu. Thật ra những loại người như em khó tránh khỏi thù oán với người. Hừ, anh cũng có thù oán với người, vì vậy có người muốn giết vợ anh. Hạ Thiên gật đầu. Chú cẩn thận một chút, vợ chú thiếu chút nữa đã bị người ta đánh độc chết. Cái gì? Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi chợt biến đổi. Đại ca, anh nói có người hạ độc Tiểu Mễ sao? Đúng vậy. Hạ Thiên gật đầu. Này, có lẽ buổi sáng cô ấy ăn thứ gì đó có độc, nhưng may mà anh đến sớm, độc tố còn chưa được cô ấy hấp thu hoàn toàn, cũng chỉ có một chút chất độc tiến vào trong người đứa bé, nếu chậm một chút nữa thì đứa bé sẽ bị độc chết, anh cứu không được. Đại ca, cảm ơn anh, em hiểu rồi. Gương mặt Bạch Tiểu Lỗi đã đen càng thêm đen, đây là vì hắn quá tức giận. Hắn tưởng rằng bạn gái mình sinh bệnh, dù sao sức khỏe của nàng cũng không tốt lắm. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết bạn gái mình bị người ta hạ độc, bạn gái hắn và đứa con chưa chào đời thiếu chút nữa bị người ta hại chết. Đúng rồi, đưa giấy bút đến đây. Hạ Thiên nghĩ đến một việc, hắn nói với Bạch Tiểu Lỗi. Bạch Tiểu Lỗi tuy chưa biết Hạ Thiên muốn làm gì nhưng vẫn mang giấy bút đến. Hạ Thiên nhanh chóng viết ra mười mấy chữ, sau đó hắn đưa cho Bạch Tiểu Lỗi. Không cần để vợ ở bệnh viện này nữa, mang về nhà đi thôi. Chú cầm lấy phương thuốc này, bốc thuốc cho vợ uống, mỗi ngày một lần,
chỉ cần không trúng độc thì sẽ không có vấn đề gì. Đại ca, cảm ơn đại ca. Bạch Tiểu Lỗi nhận lấy phương thuốc, hắn cảm kích nói. Không cần cảm ơn, chú là tiểu đệ của anh không cho phép ai hại chú. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn nắm lấy bàn tay thon thả của Tống Ngọc Mị. Anh đi trước, sau khi vợ chú tắm rửa xong thì đưa về nhà ngay, nếu có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Vâng, đại ca, anh đi thong thả. Bạch Tiểu Lỗi cũng không giữ Hạ Thiên ở lại nhưng dùng ánh mắt khác thường nhìn Tống Ngọc Mị. Dù bây giờ tất cả tâm tư của hắn đều đặt lên người bạn gái nhưng trong lòng cũng không khỏi ngạc nhiên, vị đại ca này quá thần kỳ, hôm nọ thấy cưa đổ công chúa Triệu gia, hôm nay lại thấy tay trong tay với Tống Tiểu Thư. Cổng bệnh viện Thánh Maria. Tống Ngọc Mị và Hạ Thiên lên xe, nhưng nàng cũng không chạy ngay, nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi mở miệng hỏi. Không phải cậu cứu sống đòi 10 triệu, cứu chết chỉ để lại 10 ngàn sao? Vì sao vừa rồi không đòi tiền của Bạch Tiểu Lỗi? Vợ Mị Mị, chị ngây ngốc rồi sao? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Hắn là tiểu đệ của tôi, tất nhiên tôi sẽ không đòi tiền hắn. Là vậy sao? Tống Ngọc Mị hình như có chút ghen ghét. Cậu đối xử với tiểu đệ tốt nhỉ? Tôi cũng đối xử với vợ rất tốt. Hạ Thiên cười hì hì. Làm vợ của tôi có thể tùy ý ức hiếp tiểu đệ. Thật không? Tống Ngọc Mị hình như có chút không tin, nhưng nàng cũng có vẻ không muốn trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng khởi động xe rồi tiếp tục hỏi. Cậu muốn đi đâu? Vợ Mị Mị, hôm nay tôi đến với chị muốn đi đâu thì tôi đi đấy. Hạ Thiên cười hì hì nói. Bây giờ tôi sẽ về đi dậy, cậu có đi theo không? Tống Ngọc Mị tức giận nói, người này nói là đến với nàng, thực tế là kéo nàng ra khỏi lớp học rồi bắt nàng phải đi với hắn. Vợ Mị Mị, tôi thì không có vấn đề, chỉ sợ đám sinh viên kia lại quấy rối. Hạ Thiên không quan tâm. Tống Ngọc Mị lập tức bỏ quyết định vừa rồi, nàng không nên về trường, thực tế thì bây giờ cũng hơn một giờ, nếu có về trường thì cũng chẳng kịp. Ông xã, điện thoại kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Ai vậy? Hạ Thiên nhận điện thoại. Hạ Thiên, là tôi, Tiền Đa Đa. Một âm thanh quen thuộc vang lên. Trưa nay cậu có thời gian cùng dùng cơm không? Hạ Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Được rồi, ăn ở đâu? Một nhà hàng Tây có tên là Ngoại Tổ Mẫu, cậu có biết không? Tiền Đa Đa hỏi. Không, nhưng vợ Mị Mị có lẽ biết, chúng tôi sẽ đến. Hạ Thiên trả lời một câu, sau đó hắn cúp điện thoại, trong lòng thầm nói, cái gì là Ngoại Tổ Mẫu? Sao không gọi Quách là bà ngoại đi? Như Hạ Thiên dự đoán, Tống Ngọc Mị biết nhà hàng Tây kia, nghe nói Tiền Đa Đa mời cơm thì Tống Ngọc Mị cũng không từ chối, nàng còn nhanh chóng chở Hạ Thiên đến đúng mục đích. Tiền Đa Đa và Quan Đình đã đến nhà hàng trước, bọn họ cũng đã đặt vị trí, bốn người nhanh chóng ngồi xuống, gọi món, sau đó nói chuyện phiếm. Hạ Thần Y, tôi có vài vấn đề muốn thỉnh giáo anh không để tâm chứ? Quan Đình nói, thực tế mời Hạ Thiên dùng cơm là ý của nàng. Tiền Đa Đa chỉ có nhiệm vụ gọi điện thoại mà thôi. Muốn hỏi vấn đề gì? Hạ Thiên nghiêm trang nói. À, thật ra, Hạ Thần Y, tôi muốn hỏi về vài phương diện dưỡng sinh. Cha tôi bình thường công tác bề bộn, nghỉ ngơi không tốt, bây giờ sức khỏe yếu hẳn, không biết anh có đề nghị nào không? Quan Đình dù có chút xấu hổ nhưng vẫn hỏi. Có, bảo ông ấy không nên công tác thái quá. Hạ Thiên thuận miệng nói. Quan Đình chợt ngẩn ngơ. Tống Ngọc Mị thì buồn cười, người này trả lời rõ ràng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, căn bản không phải là đáp án mà Quan Đình cần. Ủa, Tiểu Đình, em ở đây sao? Trùng hợp quá. Một người đàn ông trẻ tuổi đi đến, sau đó hắn nhiệt tình chào hỏi với Quan Đình. Chương 614, có một vạn phương pháp tiêu diệt mày. Vẻ mặt Tiền Đa Đa trở nên cực kỳ khó coi, hắn không đợi Quan Đình mở lời MEPA nói trước. Viên Thế Phong, tôi đã nói với anh rồi. Anh đừng tiếp tục dây dưa với Tiểu Đình, có phải anh không chịu nghe lời tôi không? Này, Tiền đại thiếu gia, anh cũng có mặt ở đây, đúng là xấu hổ, thật sự xấu hổ, vừa rồi đi vào không thấy anh, đúng là không có biện pháp, ai bảo trong mắt tôi chỉ có Tiểu Đình. Người đàn ông tên là Viên Thế Phong ra vẻ rất khoa trương, dù hắn nói rất xấu hổ nhưng ai cũng có thể thấy người này chẳng có biểu hiện gì gọi là xấu hổ, hơn nữa còn có chút đắc ý. Viên Thế Phong không đợi Tiền Đa Đa nói chuyện mà ra vẻ ngạc nhiên. Đúng rồi Tiền đại thiếu gia, anh vừa nói gì? Anh nói tôi đừng dây dưa với Quan Đình sao? Này Tiền đại thiếu gia, anh đang hiểu lầm rồi, thật ra đây chỉ là trùng hợp mà thôi,
tôi trùng hợp đến đây dùng cơm, cũng trùng hợp vì nhìn thấy Tiểu Đình, sau đó trùng hợp đến đây chào hỏi. Tất cả đều là trùng hợp, sao anh có thể nói tôi dây dưa với cô ấy? Vậy bây giờ anh có thể trùng hợp ra ngoài được không? Tiền Đa Đa lạnh lùng nói. Tiền đại thiếu gia, điều này thật sự không phù hợp, bây giờ tôi vừa vặn không có việc gì. Hơn nữa, dù tôi có chuyện cũng không thể thoái thác, tôi phải ở lại ăn cơm với Tiểu Đình chứ. Viên Thế Phong cười ha hả nói. Viên tiên sinh, tôi có bạn trai rồi, cũng không cần theo tôi ăn cơm. Quan Đình lúc này cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói cũng mang theo hương vị không vui. Tiền Đa Đa đón lời. Viên Thế Phong, anh cũng nghe thấy rồi chứ? Nghe rõ, thì thế nào? Viên Thế Phong vẫn ra vẻ không quan tâm. Viên Thế Phong, làm người phải biết tiến thối. Tiền Đa Đa tức giận nói. Viên Thế Phong khẽ gật đầu, hắn nở nụ cười. Tiền đại thiếu gia, lời này của anh tôi cũng tỏ vẻ tán thành, nhưng Tiểu Đình hình như còn chưa kết hôn phải không? Bây giờ tối đa cũng chỉ là bạn gái của anh mà thôi, dù tôi thật sự dây dưa với cô ấy thì sao? Tiểu Đình có thể nói với tôi, nhưng Tiền đại thiếu gia anh giống như không có tư cách chỉ trích tôi thì phải. Viên Thế Phong, xem ra anh nhất định gây khó cho tôi phải không? Giọng điệu của Tiền Đa Đa trở nên lạnh như băng, Viên Thế Phong nói lời khiêu khích, điều này làm hắn sinh ra cảm giác không nhịn được. Tiền đại thiếu gia, lời này của anh đúng là quá oan uổng, tôi chỉ đến chào hỏi Tiểu Đình mà thôi, anh không cho, như vậy chẳng phải gây khó cho tôi sao? Viên Thế Phong lười biếng nói. Viên Thế Phong, Tiền Đa Đa tôi rất ít khi uy hiếp người khác, nhưng lúc này tôi muốn nói với anh, tốt nhất anh nên hiểu rõ hậu quả. Vẻ mặt Tiền Đa Đa trở nên tái nhợt, tính tình của hắn gần đây là rất tốt, hắn là người nắm trong tay vài chục tỷ tiền đầu tư, tất nhiên hắn phải luôn bảo trì đầu óc tỉnh táo, tâm tính bình thản, chỉ như vậy mới đảm bảo tất cả nguồn đầu tư đều chính xác. Nhưng dù là thế nào thì hắn cũng là một người đàn ông bình thường, khi thấy một người đàn ông khác ngang nhiên đến bắt cá trong ao của mình. Tất nhiên hắn không tức giận thì chẳng còn là đàn ông. Nụ cười trên mặt Viên Thế Phong cuối cùng cũng biến mất, hắn nhìn Tiền Đa Đa, trong ánh mắt có vài phần khinh miệt và khinh thường. Lúc này hắn chợt nghiêng người rồi hạ thấp âm thanh nói. Tiền Đa Đa, Viên Thế Phong tôi trước nay cũng chưa từng bị uy hiếp, tôi cũng muốn nói cho anh biết, tốt nhất anh nên hiểu bây giờ đã không còn như xưa, tiền gia của các anh có may mắn mới được là một trong tứ gia tộc ở thủ đô. Đáng tiếc dù người ta hay nói Triệu Tiền Tôn Lý nhưng Tiền gia các anh lại xếp vị trí cuối cùng. Bây giờ Lý gia đã xong đời, Viên gia chúng tôi sẽ nhanh chóng thay thế địa vị của Lý gia, Tiền gia các anh cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp sau lưng chúng tôi mà thôi. Đầu óc của Viên Thế Phong anh đúng là có vấn đề. Tiền Đa Đa nghe nói như thế thì chẳng những không tức giận mà còn bật cười. Chỉ dựa vào Viên gia các anh mà nghĩ rằng có thể thay thế vị trí của Lý gia sao? Anh có thể không tin nhưng đây sẽ lập tức là sự thật. Viên Thế Phong nói với vẻ đắc ý. Đúng là ngu ngốc. Tống Ngọc Mị nãy giờ ở bên cạnh không nói lời nào, đúng lúc này nàng không nhịn được nửa mà nói ra vài chữ. Viên Thế Phong vốn đang rất đắc ý, bây giờ hắn nghe được những lời này thì giống như bị dẫm vào chỗ đau, hắn tức giận chất vấn. Tống Ngọc Mị, cô nói ai ngu ngốc? Rõ ràng Viên Thế Phong cũng có quen biết với Tống Ngọc Mị, nhưng vừa rồi hắn không chào hỏi Tống Ngọc Mị. Bộ dạng ra vẻ như không biết nàng, bây giờ hắn bị nàng mắng là ngu ngốc, coi như khó thể giả vờ được nữa. Tất nhiên là nói anh. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng trong đây còn có một kẻ ngu thứ hai sao? Tống Ngọc Mị, cô đừng quá cay độc, đừng tưởng rằng cô là phụ nữ thì tôi sẽ nể tình. Viên Thế Phong nổi giận đùng đùng nói. Khóe miệng Tiền Đa Đa lộ ra nụ cười quái dị, hắn lại hiểu vì sao Viên Thế Phong lại tức giận như vậy. Cuối cùng cũng chỉ vì hai chữ ngu ngốc mà thôi. Vừa rồi Tiền Đa Đa mắng Viên Thế Phong đầu óc có vấn đề, Viên Thế Phong vẫn nở nụ cười, bây giờ Viên Thế Phong bị Tống Ngọc Mị mắng một câu ngu ngốc thì lập tức nổi giận, tất nhiên là vì lý do khác. Nhớ năm xưa Viên Thế Phong đã không biết sống chết mà theo đuổi Tống Ngọc Mị, hắn đã từng đứng trước mặt không ít cậu ấm ở thủ đô để thổ lộ tâm tình, sau đó Tống Ngọc Mị nói hai chữ. Ngu ngốc. Sau lần đó Viên Thế Phong bị rất nhiều người cười nhạo. Khi hắn nghe đến hai chữ ngu ngốc thì lập tức liều mạng với người khác. Bây giờ hắn lại được nghe hai chữ ngu ngốc từ trong miệng chính Tống Ngọc Mị, Viên Thế Phong tất nhiên sẽ càng thêm kích thích. Viên Thế Phong, đây là nhà hàng Tây, anh tốt xấu gì cũng có chút tố chất, nếu cãi nhau ở đây sẽ ảnh hưởng đến việc ăn uống của người khác. Tiền Đa Đa lại mở miệng nói. Ông không có tố chất thì sao? Cái gì mà nhà hàng Tây chó má gì?
ông thích làm gì thì làm, cùng lắm ông mua lại nhà hàng này. Vẻ mặt Viên Thế Phong chợt biến đổi lớn, hắn bắt đầu bùng nổ nói liên tục, rõ ràng đã bị Tống Ngọc Mị làm cho tức giận mất đi lý trí. Đúng là quá ồn ào. Tống Ngọc Mị khẽ nhíu mày, nàng có vẻ không vui. Vợ Mị Mị, nếu không thì đánh hắn văng ra. Hạ Thiên mở miệng nói, vợ hắn mất hứng, hắn là chồng thì sao có thể để yên. Đánh văng ra, thấy mặt người này là phiền phức rồi. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói, thật ra nàng cũng rất oán hận những hành vi của Hạ Thiên, nhưng loại người như Viên Thế Phong thì trực tiếp làm cho nàng chán ghét. Hạ Thiên quay đầu nhìn Viên Thế Phong. Này, ngu ngốc, tự chạy ra hay để anh đánh văng ra? Con bà mày nói gì vậy? Mày biết bố là ai không? Bố có một vạn phương pháp để tiêu diệt mày, mày không biết chết. Viên Thế Phong cũng không nhận ra Hạ Thiên, hắn ném tất cả lửa giận lên người Hạ Thiên. Viên Thế Phong còn chưa nói hết lời thì Hạ Thiên đã đứng lên chụp lấy cổ rồi hất tay, Viên Thế Phong bay một đường vòng cung trên không trung, sau đó hắn phóng ra ngoài cửa nhà hàng. Tiêu diệt một thằng ngu ngốc như mày thì chẳng cần dùng nhiều phương pháp làm gì. Hạ Thiên vỗ vỗ tay, hắn thỏa mãn quay về tại chỗ rồi nở nụ cười sáng lạn với Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, bây giờ đã không còn gì làm chị phiền nữa rồi. Chương 615, Tiểu Triệu Công Tử. Quan Đình, sao Viên Thế Phong lại cứ quấn lấy em? Tống Ngọc Mị không quan tâm đến Hạ Thiên, nàng dùng giọng kỳ quái hỏi Quan Đình. Vẻ mặt Quan Đình rất bất đắc dĩ. Nói chung là bắt đầu từ nửa tháng trước, em đã nhiều lần từ chối hắn, nhưng hắn vẫn liên tục quấn lấy, cực kỳ phiền phức. Đức tính của người này quả thật là ruồi bỏ. Tống Ngọc Mị có vẻ rất chán ghét. Cả ngày không biết làm gì đàng hoàng, chỉ biết chạy khắp các trường có tiếng trong thủ đô, hễ là con cháu của các thế gia có chút xinh đẹp và chưa lập gia đình đều bị hắn quấy nhiễu. Đáng tiếc là người nào cũng biết đức tính của kẻ này, vì vậy mà chưa lần nào thành công, xem ra hắn còn kém cả đứa em phế vật, người ta tốt xấu gì cũng còn theo đuổi được Tưởng Thần. Tống Ngọc Mị nói đến đây thì quay đầu nhìn Hạ Thiên. Tưởng Thần chính là bạn gái trước kia của Bạch Tiểu Lỗi. À, tôi đã từng được gặp cô ta. Hạ Thiên vẫn còn nhớ rất rõ, sau đó hắn mắng Bạch Tiểu Lỗi. Ánh mắt của Tiểu Hắc đúng là quá kém, Tưởng Thần kia quá xấu, bây giờ bạn gái Tiểu Mễ của hắn cũng có chút khó coi. Tống Ngọc Mị trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, Tưởng Thần người ta rõ ràng khá đẹp, còn Lỗ Tiểu Mễ, tuy không phải quá đẹp nhưng cũng là một cô gái xinh xắn, nào có kém cỏi như những gì hắn nói. Giáo sư Tống, chị biết phải làm sao để thoát khỏi tên Viên Thế Phong kia không? Quan Đình lúc này mở miệng hỏi, thật ra nếu so sánh về tuổi tác thì Quan Đình còn lớn hơn cả Tống Ngọc Mị, nhưng thực tế thì Tống Ngọc Mị đã là giảng viên được 2 năm, trong khi đó Quan Đình phải 1 năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Nếu so sánh về kinh nghiệm xã hội thì Tống Ngọc Mị vẫn mạnh hơn. Bây giờ tâm tình của Tống Ngọc Mị hình như là không tệ, vì vậy nàng cũng kiên nhẫn trả lời vấn đề của Quan Đình. Viên Thế Phong là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nếu nói tốt với hắn thì chắc chắn sẽ không hiệu quả, uy hiếp bình thường cũng vô dụng. Năm xưa hắn cũng quấn lấy tôi trực tiếp nói người đánh cho một trận, sau này thấy mặt thì tự động tránh xa. Vợ Mị Mị, tên ngu kia cũng từng có ý với chị sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Vì sao chị không nói sớm? Nếu nói sớm thì tôi cho hắn thành thái giám rồi. Hạ Thiên không đợi Tống Ngọc Mị trả lời, hắn đột nhiên lách mình ra. Khoảnh khắc sau hắn đã chạy về, vẻ mặt rất khó hiểu. Tên kia đã chạy mất rồi. Hắn cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tống Ngọc Mị có chút buồn bực. Xem ra cũng kỳ quái, trước kia hắn thấy tôi thường không dám trường mặt ra, hôm nay dám xuất hiện và gào giống, hình như có gì đó để dựa lưng. Có lẽ giống như những gì hắn nói, Viên gia bọn họ có thể thay thế vị trí của Lý gia. Tiền Đa Đa có chút trầm ngâm nói. Tuy tôi không chú ý đến phương diện tin tức này, nhưng tôi cũng dám khẳng định, sự việc này sẽ không bao giờ phát sinh. Tống Ngọc Mị lắc đầu, ngay sau đó nàng mỉm cười. Nhưng bây giờ người này nhìn có vẻ muốn bành trướng, vì vậy Quan Đình tốt xấu gì cũng phải cẩn thận, sợ rằng Viên Thế Phong sẽ dùng thủ đoạn xấu xa nào đó. Cảm ơn giáo sư Tống, tôi sẽ chú ý. Quan Đình gật đầu, vẻ mặt có chút bất an. Đừng sợ, anh sẽ thu phục chuyện này. Tiền Đa Đa khẽ nắm chặt tay Quan Đình, hắn dịu dàng an ủi nàng. Ừ, Quan Đình nở nụ cười ngọt ngào với Tiền Đa Đa, vẻ mặt rất dễ chịu, xem ra chính đàn ông của mình an ủi là hữu hiệu nhất. Ăn cơm trước đi. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói, trước đó hắn đã gọi món bò bít tết,
lúc này nhân viên phục vụ cuối cùng cũng đưa ra. Tống Ngọc Mị cũng gọi một phần bò bít tết, nhưng nhìn qua cũng thấy nàng không có mấy hứng thú với món này. Đợi đến khi Hạ Thiên ăn xong thì Tống Ngọc Mị vẫn chưa ăn được vài miếng, căn bản cả miếng thịt vẫn còn nguyên. Vợ Mị Mị, chị không thích ăn thứ này sao? Hạ Thiên dùng giọng có chút kỳ quái hỏi. Tôi không thích ăn cơm Tây. Tống Ngọc Mị trả lời. Như vậy sao? Chúng ta đổi chỗ khác dùng cơm. Hạ Thiên đề nghị. Tống Ngọc Mị lắc đầu. Không cần, tôi ăn cơm rất ít, ăn không được bao nhiêu. Tống Ngọc Mị ăn thêm vài miếng rồi buông dao nĩa, sau đó nàng cầm lấy khăn lau miệng, rõ ràng đối với nàng thì bữa cơm đã chấm dứt. Vợ Mị Mị, trách gì chỉ có vẻ hơi gầy, thì ra chỉ ăn ít như vậy. Hạ Thiên tỏ ra đã hiểu, sau đó hắn lấy phần thịt của Tống Ngọc Mị mà ăn như sói như hổ, cuối cùng tất cả đều sạch sẽ. Tống Ngọc Mị trợn mắt há mồm, khi Hạ Thiên ăn xong thì nàng cuối cùng cũng không nhịn được. Cậu ăn no thì không thể trừ lại một phần nhỏ sao? Vợ Mị Mị, lãng phí lương thực cũng không tốt. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tống Ngọc Mị không còn gì để nói, nàng không thể ngờ người này tìm ra được một lý do đàng hoàng như vậy để phản bác mình. Tiền Đa Đa và Quan Đình lúc này cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là quan hệ giữa hai người kia không ngờ đã đến mức độ thân mật như vậy. Hạ Thiên không những biết rõ Tống Ngọc Mị có hơi gầy, hơn nữa còn ăn thức ăn thừa của nàng, điều này thì tình cảm phải đến nước nào mới được như vậy. Á! Quan Đình đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng. Hắn lại đến nữa rồi. Quan Đình nhìn lại, đúng là Viên Thế Phong, cũng như lời nói của Quan Đình, Viên Thế Phong lại đi vào. Nhưng lúc này Viên Thế Phong không đến một mình, cùng đi với hắn còn có một tên thanh niên có chút anh tuấn. Tên thanh niên này khoảng 17-18 tuổi, so với Hạ Thiên thì nhỏ hơn, vóc dáng không tính là quá cao, chỉ khoảng 1m7, cách ăn mặc quý phái, quần áo giày đều là hàng hiệu. Tên này còn mang theo bảng tên, trên tay và trên cổ là một sợi dây vàng, thật sự là một đối tượng cướp bóc rất tốt, nếu trực tiếp cướp lấy những gì trên người tên này và giao bán, sợ rằng cũng được vài triệu bạc. Khi thấy tên thanh niên thì dù là vẻ mặt của Tống Ngọc Mị hay Tiền Đa Đa cũng trở nên có chút kỳ quái, sau đó tên thanh niên đi đến trước mặt Hạ Thiên, hắn tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Tiểu tử, chú có biết câu nói đánh chó phải nhìn mặt chủ không? Tên thanh niên ăn mặc cao sang nhìn Hạ Thiên, hắn có chút mất hứng. Biết, nhưng anh bình thường hay đánh cả chó và chủ. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Này! Viên Thế Phong ngu ngốc kia là chó của chú nuôi sao? Không phải tôi nuôi, tôi cũng không nuôi loại chó ngu như vậy, tôi dùng tiền mua được. Tên thanh niên có chút mất hứng. Nhưng dù hắn chỉ là một con chó, cũng là chó tôi nuôi, muốn đánh cũng không đến lượt chú, hiểu không? Anh muốn đánh ai thì đánh. Hạ Thiên bĩu môi. Chú đừng làm phiền anh, nếu không anh đánh cả chú. Anh thấy chú cũng không quá nể tình, vì vậy anh phải dạy bảo một chút. Tên thanh niên hình như phát hỏa. Anh không đánh chú, như vậy sau này tiểu triệu công tử như anh sao có thể lăn lộn ở thủ đô. Tên thanh niên nói xong thì đứng lên, hắn lui về phía sau vài bước rồi ngoắc tay với Hạ Thiên. Tiểu tử, theo anh đi solo. Chương 616, đánh trước một trận. Chú muốn solo với anh sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tên thanh niên tự xưng là tiểu triệu công tử, hình như đã lâu rồi không nghe nói kẻ nào muốn solo với hắn. Bây giờ nghe nói có người muốn đánh nhau, điều này làm hắn ngạc nhiên, đồng thời còn có chút hưng phấn. Nói nhảm, mau đi ra. Tiểu triệu công tử có chút mất kiên nhẫn. Anh cho chú biết thế nào là sự lợi hại của tiểu triệu công tử. Tên thanh niên nhìn khắp bốn phía rồi nói thêm. Chỗ này không gian quá nhỏ, chú theo anh ra bên ngoài. Tên thanh niên cũng không quan tâm Hạ Thiên có đồng ý hay không, hắn tự đi ngoài. Tuy Viên Thế Phong bị tên thanh niên này gọi là chó ngu nhưng vẫn cung kính đi theo phía sau, rõ ràng là chó thật sự. Vợ Mị Mị, chị ở đây chờ một lúc, tôi ra đánh tên kia một trận, sau đó sẽ lập tức quay lại. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu với Tống Ngọc Mị, sau đó hắn biến mất trong tầm mắt của nàng. Tiền Đa Đa lúc này cũng đã bỏ dao nĩa xuống dĩa, dù lúc này hắn vẫn còn chưa ăn xong nhưng rõ ràng không có tâm tình dùng cơm. Hắn nhìn ra bên ngoài nhà hàng rồi lẩm bẩm nói. Triệu gia lại có thêm một người 18 tuổi. Đúng vậy, xem ra thủ đô càng lúc càng loạn. Tống Ngọc Mị đón lời. Nếu không chúng ta ra ngoài xem một chút. Quan Đình khẽ đề nghị. Tống Ngọc Mị và Tiền Đa Đa hầu như cùng gật đầu. Được. Ba người cùng đứng lên rời khỏi ghế,
bọn họ đi ra khỏi nhà hàng, sau đó phát hiện Hạ Thiên và Tiểu Triệu công tử còn chưa ra tay. Này, tiểu tử, chú tên gì? Tên thanh niên nhíu mày nói. Tiểu Triệu công tử anh cũng không phải kẻ vô danh. Thật ra anh không ngại đánh người vô danh. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Nhưng anh kỳ quái vì sao chú lại là Tiểu Triệu công tử? Chú không biết bốn chữ đó rất quái lạ sao? Anh nghe nói người Nhật mới thích dùng bốn chữ, chẳng lẽ chú là người Nhật? Con bà nó, chú mới là người Nhật. Tên thanh niên có chút mất hứng. Anh là Triệu Hiểu Trác, vì thủ đô đã có Triệu công tử, vì vậy anh mới lấy danh hiệu là Tiểu Triệu công tử. Hạ Thiên dùng ánh mắt xem thường nhìn Triệu Hiểu Trác, vẻ mặt rất khinh bỉ. Người ta gọi là Triệu công tử, chú không dám gọi là Triệu công tử sao? Loại người như chú mà muốn đấu với anh à? Chú sao không tự đi đập đầu vào tường cho rồi? Con bà nó, anh tôn trọng người ta, chú có hiểu không? Triệu Hiểu Trác có chút buồn bực. Tiểu Triệu công tử thì sao? 15 năm trước thì thủ đô là thiên hạ của Đại Triệu công tử, 20 năm sau sẽ là thiên hạ của Tiểu Triệu công tử anh, chú hiểu không? Hiểu, chú chỉ biết khoác lác. Hạ Thiên lười biếng nói, bây giờ tâm tình của hắn là khá tốt, vì vậy hắn vẫn còn tiếp tục đấu khẩu với Triệu Hiểu Trác, cũng không lập tức ra tay. Hừ, Tiểu Triệu công tử anh mà khoác lác sao? Triệu Hiểu Trác đã giống như không nhịn được. Tiểu tử chú nói mau, chú tên gì? Tiểu Triệu công tử anh rất có nguyên tắc, chú không nói tên, anh sẽ không thể ra tay. À, anh là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Hạ Thiên lười biếng nói. Dù là xuân hạ thu đông, dù là ở thủ đô hay Giang Hải thì anh đều là đệ nhất thiên hạ, cái gì là Đại Triệu công tử hay Tiểu Triệu công tử, anh có thể đánh các chú nát như ra. Hạ Thiên sao? Triệu Hiểu Trác nghe được cái tên như vậy thì chợt ngây người. Con bà nó, chú là Hạ Thiên sao? Hèn gì còn kiêu ngạo hơn cả anh, được rồi, chúng ta đánh một trận, để xem tiểu tử chú có trâu như lời đồn không. Rõ ràng Triệu Hiểu Trác đã từng nghe qua tên của Hạ Thiên, nhưng hắn cũng không sợ Hạ Thiên, còn có vẻ hưng phấn, giống như vất vả lắm mới tìm được một đối thủ vậy. Đến đây đi, anh đang muốn đánh chú. Hạ Thiên vẫy tay. Trước tiên anh đánh Tiểu Triệu công tử, sau đó lại đánh Đại Triệu công tử, cuối cùng thủ đô là của anh. Con bà nó, ai đánh ai còn chưa biết được. Triệu Hiểu Trác bất mãn nói một câu, sau đó hắn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn đánh về phía Hạ Thiên như chớp, hai nắm đấm vung ra như đạn pháo, tất cả đều phóng về phía Hạ Thiên. Ái chà, tốc độ nhanh đấy. Hạ Thiên có chút kinh ngạc, sau đó hắn lại không cho là đúng. Đáng tiếc là không nhanh bằng anh. Hạ Thiên vẫn đứng nguyên tại chỗ, hắn cũng đánh ra một đấm, cùng đánh vào Triệu Hiểu Trác. Hai nắm đấm tiếp xúc và nhanh chóng bùng lên âm thanh vang dội, Hạ Thiên vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Triệu Hiểu Trác thì không tự chủ được phải lùi về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Khí lực khá lớn, đáng tiếc là không bằng anh. Hạ Thiên hời hợt nói. Hừ, mạnh thì giỏi sao? Triệu Hiểu Trác bất mãn nói một câu, sau đó hắn lại đánh về phía Hạ Thiên, nhưng lúc này hắn không còn liều mạng mà chơi theo kiểu kỹ xảo. Triệu Hiểu Trác không chỉ có tốc độ cao, hơn nữa thân thể cũng linh hoạt, chiêu thức cũng tinh diệu, dù đứng ở góc độ của Hạ Thiên thì vẫn coi đối phương là cao thủ chân chính. Trong số những người mà Hạ Thiên từng ra tay đánh đấm thì Triệu Hiểu Trác cũng có thể xếp ở vị trí thứ hai. Ngoài Tống Ngọc Mị hùng mạnh thì Triệu Hiểu Trác là đệ nhất, dù đám người Lý gia so ra vẫn kém Triệu Hiểu Trác. Vì vậy có thể thấy Triệu Hiểu Trác tự tin cũng có lý lẽ, nếu đơn giản nói về võ học thì hắn ở thủ đô cũng không có được vài đối thủ. Nếu hắn đụng mặt người khác, dù đánh không thắng cũng sẽ không thua thảm, nhưng không may hôm nay hắn lại gặp phải Hạ Thiên. Tuy Triệu Hiểu Trác liên tục tấn công nhưng Hạ Thiên vẫn dứt khoát đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, không phải người khác không nhìn thấy hắn hành động. Chẳng qua hắn thật sự không chuyển động, ít nhất hai chân cũng không di chuyển. Sau đó hắn dùng một tay, chỉ một tay đã có thể thoải mái hóa giải tất cả đòn tấn công của Triệu Hiểu Trác, cuối cùng hắn còn có thể phản kích. Hạ Thiên vỗ một chưởng vào ngực Triệu Hiểu Trác, hắn đánh văng đối phương ra xa vài mét, sau đó lười biếng nói. Chú xem, anh đã nói chú khoác lác mà không chịu, anh chỉ cần một tay cũng đánh bại chú. Triệu Hiểu Trác bụng lấy ngực, gương mặt đỏ ửng một cách không bình thường. Nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại, hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên, hình như có vẻ không phục. Đúng là không có thiên lý, chú sao lợi hại như vậy? Chú chẳng phải chỉ lớn hơn anh một tuổi thôi sao? Võ công luyện như thế nào? Sư phụ của chú làm gì mà ghê vậy? Anh là thiên tài, chú vẫn kém anh. Hạ Thiên lười biếng nói. Hừ,
anh cũng là thiên tài. Triệu Hiểu Trác căm giận nói. Thiên tài khoác lác. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Triệu Hiểu Trác trừng mắt nhìn Hạ Thiên, khoảng 10 giây hắn không nói lời nào, sau đó mới mở miệng. Này, nghe nói chú đến thủ đô để tìm Mộc Hàm, chú không phải đã tìm được rồi sao? Vì sao còn chưa đi? Anh đi hay không thì liên quan gì đến chú? Hạ Thiên có chút mất hứng. Còn nữa, chú đấu thua thì nhanh chóng dẫn chó cút đi thôi. Chú không đi thì sao anh còn lăn lộn giang hồ được nữa? Triệu Hiểu Trác có chút khó chịu. Anh con bà nó xem như sinh ra không hợp thời, có một đại ca biến thái chặn ở phía trước, điều này chưa tính, bây giờ còn có một tên biến thái như chú chắn ngang đường, bây giờ là lần đầu tiên anh ra ngoài lăn lộn đã bị một tên biến thái như chú làm cho mất mặt. Chương 617, ít làm những chuyện vận động trên giường. Chú nói ai biến thái? Chú mới biến thái. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Triệu Hiểu Trác. Chú nếu còn tiếp tục nói loạn, anh sẽ cho chú biến tính. Hừ, ông đây còn là Sử Nam. Triệu Hiểu Trác chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt cảnh giác. Anh phải đứng cách xa chú ra một chút. Triệu Hiểu Trác nhìn Viên Thế Phong rồi nói. Này, đi thôi. Triệu Hiểu Trác hình như sợ Hạ Thiên biến đổi giới tính của mình, hắn vội vàng chạy đến một chiếc xe Hummer ở bên đường rồi kéo cửa xe nhanh chóng khởi động bỏ đi. Tiền Đa Đa thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi thì thào. Có thể dọa cho Triệu Hiểu Trác phải bỏ chạy, Hạ Thiên cũng coi như là người đầu tiên ở thủ đô làm được như vậy. Tống Ngọc Mị lại nhíu mày. Người Triệu gia lần đầu tiên ra vẻ cao cấp như vậy. Đúng vậy, đây cũng không phải là chuyện tốt. Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút ngưng trọng. Hạ Thiên lúc này lại lóe người đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn dùng giọng kỳ quái hỏi. Vợ Mị Mị, các người đã ăn xong chưa? Nếu cậu còn muốn ăn thì cứ đi mà ăn. Tống Ngọc Mị tức giận nói. Vợ Mị Mị, thật ra bây giờ tôi muốn ăn chị hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Gương mặt Tống Ngọc Mị có hơi đỏ, tên này đúng là sắc lang chính cống đáng chết, ngay cả những lời như vậy cũng dám nói ra trước mặt mọi người. Tống Ngọc Mị vốn định mắng Hạ Thiên một câu, nhưng đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên, khi thấy hắn tiếp điện thoại thì nàng cũng đành bỏ qua. Người điện thoại đến là Diệp Mộng Oánh. Cũng không có chuyện gì, chỉ là nói vài lời bình an với Hạ Thiên. Tối qua nàng trở về Giang Hải thì đã khuya, đáng lý sáng ra nàng phải gọi cho hắn, nhưng vì nàng quá mệt nên trực tiếp ngủ nướng, kết quả là đến trưa mới tỉnh, sau đó nàng tranh thủ điện thoại cho Hạ Thiên. Hai người trò chuyện không quá lâu, sau đó cúp điện thoại, Hạ Thiên lại càng muốn quay về Giang Hải. Hạ Thiên, tôi và Tiểu Đình còn có chuyện, tôi đi trước, lần sau nếu có rảnh thì chúng ta tiếp tục đi dùng cơm tâm sự. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Tiền Đa Đa mở miệng cáo từ. Này, Tiền Đa Đa, nể mặt anh mời tôi dùng cơm, tôi cho anh một lời khuyên, hay nói một cách chính xác là lời cảnh báo. Hạ Thiên mở miệng nói. Tiền Đa Đa có hơi sững sờ. Cái gì là lời khuyên, lời cảnh báo? Gần đây chắc chắn anh cảm thấy tinh lực dồi dào, nhưng anh vận động trên giường ít đi một chút thì sẽ không chết quá sớm. Hạ Thiên lười biếng nói. Quan Đình nghe nói như vậy thì không khỏi đỏ mặt, vẻ mặt Tiền Đa Đa thì có chút mất tự nhiên. Hắn có chút do dự, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên, cậu luôn mồm nói tôi sẽ bệnh chết, rốt cuộc tôi có bệnh gì? Bệnh của anh tương đối đặc biệt. Hạ Thiên ngáp một cái. Anh vốn chẳng có bệnh gì nặng, đáng tiếc là anh tìm một người không nên tìm để chữa bệnh, vì vậy bệnh của anh căn bản không thể trị, ngoài tôi ra thì không còn ai có thể cứu anh. Quan Đình lúc này có vẻ kinh hoàng. Hạ thần y, anh nói Đa Đa có bệnh, vậy cậu có thể giúp anh ấy chữa trị không? Có thể, nhưng anh ta không chịu bỏ tiền. Hạ Thiên lười biếng nói. Đa Đa, vì sao anh? Quan Đình không hiểu rõ vấn đề nên hỏi thăm Tiền Đa Đa. Lúc này Tiền Đa Đa cắt đứt lời Quan Đình. Tiểu Đình, chúng ta về trước, có việc gì chút nữa nói sau. À, được rồi. Quan Đình tuy có chút sốt ruột nhưng cũng hiểu có vài lời không thích hợp nói ở đây. Tiền Đa Đa lúc này quay đầu nhìn Hạ Thiên, hắn có chút bất đắc dĩ. Hạ Thiên, cảm ơn lời khuyên của cậu, tôi sẽ chú ý. Tiền Đa Đa nói xong cũng không ngừng lại, hắn trực tiếp kéo Quan Đình bỏ đi. Này, vì sao lại có người cảm thấy sinh mệnh quan trọng hơn tiền nhỉ? Hạ Thiên lầm bầm, thật ra hắn muốn chữa bệnh cho Tiền Đa Đa vì đang cần một căn nhà lớn. Tống Ngọc Mị trợn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người này vì sao lại quá tham lam như vậy? Mở miệng là muốn quá nhiều tiền, ai tình nguyện bỏ ra chứ?
Lúc này Quan Đình ở trên xe cũng dùng giọng lo lắng hỏi thăm Tiền Đa Đa. Có chuyện gì xảy ra? Hạ Thần Y vì sao nói anh có bệnh, hơn nữa còn nói anh sắp chết? Đây không phải là lần đầu tiên cậu ta nói anh sắp chết, ban đầu là ở thành phố Giang Hải, lần đầu tiên gặp mặt thì cậu ấy đã nói anh sẽ chết. Tiền Đa Đa khẽ thở dài. Lúc đó anh cũng không cho là thật, anh cho rằng Diệp Mộng Oánh không chịu hợp tác, đang lấy cớ. Nhưng sau này anh thật sự cảm thấy thân thể không đúng, nhưng anh đi bệnh viện mà không kiểm tra ra vấn đề, vì vậy anh nghĩ đó chỉ là yếu tố tâm lý. Nhưng y thuật của Hạ Thần Y kia quá thần kỳ, cậu ta nói anh có bệnh, như vậy cũng không phải giả vờ đấy chứ. Quan Đình có chút lo lắng. Cậu ta có thể trị bệnh cho anh, cũng tình nguyện chữa cho anh, vì sao anh không cho cậu ta chữa trị? Cậu ta ra giá quá cao. Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ. Cậu ta ra giá bao nhiêu? Quan Đình không khỏi nói. 1 triệu, hơn 10 triệu, dù nhiều ít thế nào, chỉ cần bệnh tình chữa trị tốt thì chẳng sao, anh cũng không phải người thiếu tiền, chỉ cần anh còn sống thì còn có thể tìm ra lợi nhuận. Tiền Đa Đa thở dài. Tiểu Đình, nếu cậu ta chỉ lấy vài triệu hoặc vài chục triệu, như vậy dù anh có chút đau lòng cũng sẽ cắn răng, nhưng vấn đề là cậu ta cũng không muốn chỉ nhiêu đó. Sao? Quan Đình có chút tức giận. Chẳng lẽ cậu ta muốn vài tỷ? Điều này cũng quá đen tối rồi. Nếu cậu ta chỉ muốn vài tỷ thì anh cũng chịu. Tiền Đa Đa khẽ thở dài, gần đây hắn vì sự kiện này mà bị dày vò, dù là ai thì bị một Hạ Thần Y nói rằng sẽ phải chết, dù không bệnh cũng sẽ bị dọa mà sinh bệnh. Vậy cậu ta muốn nhiều ít bao nhiêu? Quan Đình đã cảm thấy Hạ Thiên là người quá tham lam. Tiền Đa Đa có chút chần chừ, sau đó hắn chậm rãi nói. Cậu ta nói, cậu ta có quy củ, cứu sống là 1 triệu. Cứu tử thu 1/2, cậu ta muốn 1/2 tài sản của anh. Cái gì, 1/2 sao? Quan Đình kinh hoàng kêu lên thành tiếng. Dù nàng biết Hạ Thiên rất tham lam nhưng đến mức độ như thế này thì hoàn toàn vượt quá dự đoán. Đúng vậy, là 1/2. Tiền Đa Đa rất bất đắc dĩ. Em cũng biết rồi đấy, tài sản trên danh nghĩa là của anh nhưng thực chất đều là của công ty. Nếu anh tìm Hạ Thiên chữa bệnh thì phải đưa ra 1/2 số tiền. Cậu ta... không phải là nhân lúc nhà cháy mà hôi của sao? Quan Đình có vẻ rất tức giận. Thật ra cũng không thể nói như vậy. Tiền Đa Đa lắc đầu. Quy củ này của cậu ta có vẻ khoa trương nhưng dù có nhiều tiền cũng không bằng sinh mạng, dù anh có vài chục tỷ thì chết đi cũng vô dụng. Ai trị bệnh mà lấy vài chục tỷ? Quan Đình bất bình nói. Tiểu Đình, trên đời này người có thể đưa ra vài chục tỷ là không ít, nhưng có những loại bệnh mà bỏ ra vài chục tỷ cũng không hết. Vì vậy Hạ Thiên là người có tư cách ra giá. Tiền Đa Đa cũng không ghét hận Hạ Thiên, hơn nữa còn giúp Hạ Thiên nói chuyện. Quan Đình trầm mặc một lúc, sau đó nàng khẽ gật đầu. Nói như vậy thì nếu anh thật sự mắc bệnh nan y, em cũng tình nguyện cho anh bỏ ra 1/2, chỉ cần anh chữa tốt là được. Dù sao thì anh cũng còn trẻ, với bản lĩnh của anh, chưa cần đến 10 năm đã có thể kiếm được vài chục tỷ. Nếu thật sự là như vậy thì anh cũng tình nguyện cho cậu ta tiền. Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ. Nhưng vấn đề là ở chỗ, dù anh tình nguyện, anh cũng không thể làm như vậy. Chương 618, nỗi khổ tâm của Tiền Đa Đa. Vì sao lại không thể? Quan Đình có chút mê hoặc vì điều này, không nỡ là một chuyện, nhưng không cam lòng lại là một chuyện khác. Tiểu Đình, có một số việc mà em không rõ ràng. Tiền Đa Đa thở dài. Tất cả tài sản trên danh nghĩa là của anh, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Quan Đình không nhịn được phải hỏi. Tiền Đa Đa dừng lại, hắn thở dài, chỉ lặng yên lái xe mà không nói gì. Cái gì mà không thể nói? Quan Đình có chút mất hứng. Chúng ta sắp kết hôn, chẳng lẽ ngay cả em mà anh cũng không tin sao? Tiểu Đình, em đừng hiểu lầm, không phải anh không tin em. Tiền Đa Đa vội vàng giải thích. Anh không muốn em vì chuyện này mà hao tổn tinh thần. Nhưng bây giờ nếu anh không nói thì em sẽ hao tổn tinh thần. Quan Đình cong miệng lên, nàng cũng không phải muốn biết bí mật gì, nhưng nàng cảm thấy Tiền Đa Đa không tín nhiệm mình, tất nhiên nàng có chút mất hứng. Khi thấy Quan Đình như vậy thì Tiền Đa Đa có chút bất đắc dĩ, hắn trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói. Được rồi, Tiểu Đình, đáng lý ra anh định để sau này mới nói cho em biết, bây giờ em muốn biết thì anh cũng có thể nói ra. Rốt cuộc có chuyện gì? Tiền không phải là của anh. Chẳng lẽ là của Tiền gia các anh? Quan Đình có chút vội vàng. Nhưng dù là của nhà anh, điều này cũng có thể tính là của anh.
Tiền Đa Đa lắc đầu nói. Tiểu Đình, số tiền kia không phải là của anh, cũng không phải là của anh. Thực tế thì không có quan hệ gì với Tiền gia, ngược lại chính anh cũng có chút tiền bên trong nhưng lại không nhiều. Thực tế thì trong vài chục tỷ đầu tư thì chỉ có vài tỷ thuộc về anh mà thôi. Vậy số tiền khác thuộc về ai? Quan Đình càng nghe càng mơ hồ, đây không phải là tài sản của Tiền gia và Tiền Đa Đa, như vậy thuộc về ai? Số tiền kia thật ra không phải của một người, mà của rất nhiều người. Tiền Đa Đa cũng không giấu, hắn bắt đầu giải thích kỹ với Quan Đình. Tiểu Đình, em nên biết ở thủ đô có rất nhiều người được coi là con nhà giàu, thực tế thì cuộc sống của bọn họ tốt hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng bây giờ kẻ có tiền rất nhiều, nhưng có tiền thì bọn họ cũng không bằng đám con nhà giàu kia. À, tôi biết rõ. Quan Đình gật đầu, nàng cũng coi như là con nhà quan, từ nhỏ đến lớn không lo chuyện áo cơm, nhưng thật ra nếu nói có nhiều tiền thì chỉ là giả. Bình thường nàng tiêu xài không có vấn đề. Nhưng khi đụng vào những xa xỉ phẩm thì thật sự khó thể mua nổi, điều ấy so ra vẫn kém những người bạn học có cha mẹ là kẻ giàu sang phú quý. Nàng biết những vị con nhà quan như mình mà có nhiều tiền, như vậy có hơn phân nửa là số tiền không sạch sẽ gì. Khi nhìn đám người con nhà giàu chơi ngôi sao người mẫu, đi vào những nơi cao cấp, phung tiền như rác, rất nhiều người sinh ra cảm giác không công bằng. Vì vậy có một số người thường trực tiếp hoặc gián tiếp giao thiệp với quan trường, rất nhiều người gặp may có được tiền. Tiền Đa Đa tiếp tục nói. Tuy ngẫu nhiên cũng có vài vị con nhà quan vì sử dụng thủ đoạn bất chính mà bị giam, nhưng phần lớn lại không có chuyện gì, bọn họ sống tiêu dao tự tại, lợi dụng gia thế của mình để làm cho những hoạt động trên thương trường được thuận lợi. Đúng vậy, bố em cũng nói, ông ấy cũng nói như vậy. Đám quan viên bại hoại cũng làm ông ấy bất lực, chuyện này rất khó giải quyết. Quan Đình có cảm xúc với vấn đề này. Đúng vậy. Kết quả cuối cùng chính là đám người kia sống không an phận, bọn họ ăn nóng uống cay, thời gian trôi qua thoải mái vô cùng, mà những con cháu nhà quan thật sự không muốn bôi đen cha chú thì chẳng đưa đến phiền toái, phần lớn thời gian chỉ làm nhân viên nhà nước bình thường, tuy cuộc sống hơn hẳn đám người bình thường nhưng kém xa những kẻ có tiền khác. Tiền Đa Đa thở dài. Những năm gần đây người thật thà luôn thua thiệt, có thể nói là có chí làm quan có gan làm giàu, đối với người bình thường là như thế. Tất nhiên đối với đám con nhà quan ở thủ đô cũng là như thế. Quan Đình tán thành với những lời nói của Tiền Đa Đa. Đúng vậy, thật thà luôn thua thiệt. Quan Đình dừng lại một chút rồi cảm thấy kỳ quái. Nhưng những gì anh nói có liên quan gì đến số tiền kia? Anh cảm thấy người thật thà luôn bị hại là chuyện bất công, vì vậy năm xưa anh đã nghĩ thay đổi tình huống này, sau đó anh sáng lập công ty quỹ đầu tư, anh để bọn họ giao tiền cho anh giúp bọn họ đầu tư. Như vậy mỗi năm anh có thể cho bọn họ một khoản thu nhập lớn. Tiền Đa Đa cuối cùng cũng nói ra điểm mấu chốt. Năm xưa bọn họ mỗi người đưa ra vài trăm ngàn hoặc vài triệu, tiền đến tay anh cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Số tiền đầu tư ban đầu là vài tỷ, bây giờ đã là vài chục tỷ, mỗi năm anh đều chia hoa hồng cho bọn họ, bây giờ bọn họ đã không thua kém gì đám con nhà giàu kia. Quan Đình ngây người, một lúc lâu sau nàng mới mở miệng. Ý anh là... số tiền kia của rất nhiều đám con nhà quan ở thủ đô. Đúng vậy. Tiền Đa Đa gật đầu khẳng định. Bọn họ có người ít thì vài chục triệu, nhiều thì có vài tỷ ở chỗ anh. Tuy trên danh nghĩa tất cả đều là tiền của anh, nhưng thực tế mỗi người có bao nhiêu thì các anh biết rất rõ. Nhiều năm qua anh đều chia hoa hồng cho bọn họ, vì vậy mà bọn họ luôn tín nhiệm anh. Tiền Đa Đa khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn tiếp tục. Tiểu Đình. Bây giờ em đã hiểu vì sao anh không muốn vung tiền ra rồi chứ? Em đã hiểu, nhưng anh thật sự bị bệnh, vậy phải làm thế nào? Quan Đình đã hiểu rõ, bây giờ nàng càng thêm lo lắng. Trước đó khi anh thành lập công ty thì chỉ cảm thấy người thành thật không nên bị hại, nhưng bây giờ công ty đầu tư đã có danh dự rất tốt, cũng mang đến không ít lợi ích. Vẻ mặt Tiền Đa Đa có chút ngưng trọng. Nếu công ty tiếp tục hoạt động bình thường thì chúng ta có được sự hậu thuẫn từ những cổ đông. Bọn họ có bao nhiêu năng lượng? Điều này khó thể đánh giá, nhưng nếu công ty xảy ra vấn đề, như vậy sẽ là hủy diệt Tiền gia. Quan Đình không nói gì, nàng cũng không ngốc, tất nhiên nàng hiểu rõ điều này. Dù Tiền Đa Đa không nói rõ mỗi cá nhân có bao nhiêu tiền và có bao nhiêu người, nhưng chỉ cần phỏng đoán cũng có thể biết có hơn trăm người. Trên trăm quan viên trói thành một khối ở thủ đô, năng lượng to lớn, quả thật khó thể đánh giá. Tiểu Đình, dù anh thật sự bị bệnh, anh chỉ có thể tìm chỗ chết, cũng không thể chia một nửa tài sản công ty cho Hạ Thiên. Tiền Đa Đa thở dài.
bây giờ anh chỉ trông mong làm sao mình không bị bệnh. Quan Đình đột nhiên cảm thấy tâm tình không xong, sau đó nàng chợt nhớ đến một sự kiện. Đúng rồi, Hạ Thiên đã từng nói, anh vốn không có bệnh nhưng vì anh đi tìm bác sĩ mà sinh bệnh, có phải anh đã đi tìm bác sĩ nào đó không? Chương 619, Phố Đồ Cổ. Anh đã đến bệnh viện kiểm tra, ngoài lần đó ra cũng không tìm vị bác sĩ nào. Tiền Đa Đa lắc đầu, sau đó hắn lại nghĩ đến một người. Ngoài một lần, Tiền Đa Đa cũng không nói hết lời, hắn giống như đang nghĩ về vấn đề nào đó. Một lần thế nào? Quan Đình không nhịn được phải hỏi. Tiền Đa Đa lắc đầu. Hừ, lần đó căn bản không phải là chữa bệnh, có lẽ không liên quan, thật ra cũng không cần quá lo lắng, gần đây anh cảm thấy rất tốt. Xe lúc này đã ngừng lại, đã đến nơi, cũng chính là cổng trường Đại học Bắc Kinh. Buổi chiều Quan Đình còn có tiết học, vì vậy Tiền Đa Đa đưa nàng về trường. Tiểu Đình, đã đến rồi. Tiền Đa Đa nhắc nhở Quan Đình. Nhưng, Quan Đình giống như còn muốn nói gì đó. Đừng lo lắng, anh không sao. Tiền Đa Đa biết rõ Quan Đình vẫn lo lắng, vì vậy hắn vội vàng an ủi nàng. Yên tâm đi, dù sự thật có bết bát như vậy thì anh cùng lắm là nói rõ cho Hạ Thiên, anh không có nhiều tiền như vậy, có lẽ cậu ấy cũng không làm khó tôi, sẽ hảo tâm chữa bệnh cho tôi. Vậy thì được rồi, em vào trước. Quan Đình gật đầu, nàng gật đầu đi vào cổng trường. Sau khi Quan Đình biến mất trong tầm mắt thì Tiền Đa Đa cũng khởi động rời đi. Hạ Thiên lúc này cũng đang đi dạo phố với Tống Ngọc Nghị, nhưng rõ ràng có sự khác biệt với những người đi dạo phố bình thường. Nếu là những cô gái khác đi dạo sẽ mua sắm quần áo, tất nhiên sẽ đi vào những khu thương mại, Tống Ngọc Nghị thì không mua quần áo, nàng đều tự làm cho mình mặc. Dù nàng thật sự phải mua nội y cũng chắc chắn không đưa Hạ Thiên đi theo. Bây giờ bọn họ đi dạo ở khu phố cổ, nghe nói thủ đô cũng có không ít những khu phố cổ thế này, bây giờ Hạ Thiên và Tống Ngọc Nghị cũng chỉ đi dạo ở một khu vực mà thôi. Con phố này khá cũ, có một vài cửa hàng chính quy, cũng có một vài người xếp chén bát bể ở ven đường, còn những thứ kia có đáng tiền hay không cũng chẳng quan trọng. Đại ca, vào xem một chút đi, nơi đây có nhiều thứ tốt. Giáo sư Tống, chị lại đến nữa rồi, nơi đây chúng tôi có hàng tốt, mau vào xem. Tiểu thư, mời vào xem, đây là tổ vật gia truyền. Tuy bây giờ là giữa trưa nhưng nhiệt độ lại không cao, hôm nay lại không có ánh mặt trời, vì vậy có không ít người đi dạo. Đám người ở ven đường cũng liên tục mời khách, nhưng từ đầu đến cuối có rất ít người chào hỏi với Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, vì sao không có mấy người mời chào chúng ta? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vì bọn họ đều biết tôi. Tống Ngọc Mị thản nhiên nói. Hạ Thiên vẫn chưa hiểu rõ. Vợ Mị Mị, chẳng lẽ bọn họ chỉ bán cho người không quen sao? Cũng có thể nói như vậy. Tống Ngọc Mị cũng giải thích một câu. Những thứ được bày bán ở đây thường không đáng giá, bọn họ đều dùng nó để lừa gạt những người lạ, bọn họ biết tôi sẽ không bị gạt, thậm chí lo lắng tôi sẽ vạch trần trò lừa bị, vì vậy sẽ không chào hỏi. À, thì ra là một đám lừa đảo. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu được. Tống Ngọc Mị có vẻ tán thành lời nói của Hạ Thiên, những quầy hàng kia thật ra không khác gì lừa đảo. Tuy cũng có thể từ trong những cửa hàng kia ngẫu nhiên mua được vài món có giá trị nhưng phần lớn chỉ là gạt người. Nếu thật sự gặp may thì có hơn phân nửa là chủ sạp không muốn dối người, mà sợ rằng đám chủ hàng cũng không biết thứ đó đáng giá. Ban đầu khi Tống Ngọc Mị đến đây thì cũng có không ít người muốn gạt nàng, nhưng đến bây giờ thì danh tiếng của nàng đã nổi tiếng khắp các khu phố đồ cổ ở thủ đô. Những người vừa vào bán cũng được các tiền bối cảnh cáo, nếu thấy một người đẹp mặc đồ cổ trang thì ngàn vạn lần đừng lừa đảo. Tốt nhất là coi như không nhìn thấy nàng. Cũng vì như vậy mà bây giờ Tống Ngọc Mị xuất hiện ở đây thì đám người giống như có mắt không tròng, bọn họ không trông cậy có thể buôn bán với nàng, vì trên cơ bản, nếu nàng thật sự muốn vào, bọn họ sẽ thiệt thòi lớn. Tất nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều không chào đón Tống Ngọc Mị, ví dụ như bây giờ nàng đi vào một cửa hàng có tên là Tàng Thư Các, chỉ cần nghe tên là biết nhà sách. Tất nhiên nhà sách này mở ra ở khu phố cổ, rõ ràng không phải là nhà sách bình thường. Bên trong đều là sách cổ, còn có niên hạn bao nhiêu năm thì không nhất định. Có những quyển sách vài chục năm, cũng có những quyển sách vài trăm năm, thậm chí là xưa hơn, tất nhiên cũng có những quyển sách không thể biết bao nhiêu năm. Ông chủ Tàng Thư Các là một người đàn ông hơn 60, lão đeo kính mắt, khi thấy Tống Ngọc Mị tiến vào thì cười tươi chào hỏi. Tống tiểu thư, cô đã đến rồi. Đái lão, có sách gì mới không? Tống Ngọc Mị mở miệng hỏi,
sách mới trong miệng nàng tất nhiên là những quyển sách cũ vừa được đưa đến. Có, ở bên cạnh. Ông lão họ Đái vội vàng đưa Tống Ngọc Mị đến trước một giá sách. Tống tiểu thư, sách trên đây đều là những thứ vừa được mang đến đây. Tôi xem qua một chút. Tống Ngọc Mị nói, sau đó nàng bắt đầu lấy một quyển sách để đọc. Được, cô cứ từ từ xem. Đái lão gật đầu, rõ ràng lão hiểu thân phận của Tống Ngọc Mị, vì vậy cực kỳ khách khí. Hạ Thiên có chút buồn bực. Vợ Mị Mị, chị chạy đến đây đọc sách sao? Nếu cậu không thích xem thì tự mình ra ngoài đi dạo, khi nào tôi đi ra sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị cũng không ngẩng đầu lên, nàng nói. Hạ Thiên quả thật không thích đọc sách, vì trước kia hắn đã phải đọc quá nhiều, hơn nữa phần lớn là sách cổ, bây giờ nhìn sách cổ hắn lại váng đầu. Vì vậy hắn đứng một lúc và quyết định nên ra ngoài hít thở không khí, cứ để Tống Ngọc Mị ở lại từ từ xem. Vợ Mị Mị, tôi ra ngoài đi dạo một chút, có gì chị cứ gọi cho tôi. Hạ Thiên nói một câu với Tống Ngọc Mị, sau đó hắn đi ra ngoài. Tống Ngọc Mị thuận miệng lên tiếng, bây giờ nàng chỉ có tâm tình vùi đầu vào đọc sách mà thôi. Đái lão thì dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, lão thật sự không ngờ Tống tiểu thư kia cũng có bạn trai, trước đó đó lão còn nghĩ rằng Hạ Thiên là vệ sĩ hoặc là thủ hạ gì đó. Sau khi rời khỏi tàng thư các thì Hạ Thiên bắt đầu đi dạo trên đường, nhưng chỉ một lúc lâu sau hắn đã cảm thấy nhàm chán. Hắn không có hứng thú với những món hàng kia, điều này làm hắn không nghĩ ra, vì sao Tống Ngọc Mị lại thích những thứ lỗi thời như vậy. Tiên sinh, anh có thể giúp một việc được không? Hạ Thiên đang đứng nhàm chán ven đường thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng cầu xin. Hạ Thiên quay đầu, hắn thấy một người đàn ông trung niên, đầu rối, râu kéo dài và sơ sát, nhìn qua có vẻ rất tiều tụy. Tiên sinh, có thể giúp đỡ tôi một chút được không? Người đàn ông trung niên tiều tụy lại mở miệng nói. Chương 620, chén bảo vật. Tôi không quen ông, sao phải giúp đỡ ông? Hạ Thiên tức giận nói, tuy bây giờ hắn rất nhàm chán nhưng cũng không đến mức phải tìm giúp người xa lạ, hắn cũng không có hạ tâm như vậy. Hạ Thiên trả lời tất nhiên vượt xa dự đoán của người đàn ông trung niên, bình thường khi nghe người khác nói đến vấn đề giúp đỡ thì thường hỏi có chuyện gì, nhưng Hạ Thiên lại chẳng hỏi gì mà trực tiếp từ chối. Vì vậy người đàn ông trung niên cũng không khỏi cảm thấy sững sờ. Nhưng người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng có phản ứng, hắn rõ ràng không muốn bỏ qua như vậy, vì thế hắn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Hạ Thiên và tiếp tục nói. Tiên sinh, cầu xin anh, con gái của tôi bị bệnh cấp tính, bây giờ nàng đang ở bệnh viện cần được cứu giúp. Nếu tôi không thể đưa ra tiền viện phí, sợ rằng đám bác sĩ sẽ không chữa trị cho con gái tôi, như vậy con gái tôi sẽ chết. Con gái ông sinh bệnh nào có liên quan đến tôi? Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn. Cũng không phải tôi làm cho cô ấy sinh bệnh. Tiên sinh, tôi biết rõ con gái mình sinh bệnh không liên quan đến anh, nhưng anh có thể mua dùm tôi cái chén bảo vật này được không? Người đàn ông trung niên cầm một cái chén sứ đưa cho Hạ Thiên. Đây là tổ vật gia truyền, đáng lý ra tổ tiên có quy định, dù thế nào cũng không được bán, nhưng vì chữa bệnh cho con gái mà tôi cũng không thể gắng gượng được nữa, anh có mua nó không? Tôi thật sự đang cần tiền rất gấp. Không mua. Hạ Thiên lại từ chối, sau đó hắn chỉ vào đám người cách đó không xa. Này, nếu ông thật sự muốn bán cái chén thì sang bên kia, ông xem, tên ăn mày kia đang thiếu một cái chén. Bên kia quả thật có một tên ăn mày, tên này cũng không có chén, ngẫu nhiên cũng có người hảo tâm cho tên ăn mày chút tiền, nhưng ai cũng trực tiếp ném xuống đất, vì vậy nói tên ăn mày thiếu chén cũng là sự thật. Tiên sinh. Có phải anh không tin tưởng tôi không? Người đàn ông trung niên hình như muốn bám lấy Hạ Thiên, hắn không muốn đơn giản bỏ qua. Chén bảo vật của tôi thật sự là thứ quý hiếm, tôi đã từng cầm nó đến giám định ở đài truyền hình, anh xem, đây là giấy chứng nhận, đám chuyên gia kia nói giá của nó ít nhất cũng là 250.000. Lão quỷ lừa gạt, cái chén này mà có giá 250.000 sao? Hạ Thiên bĩu môi, 25 đồng sợ rằng cũng chưa chắc có ai muốn mua. Sao cậu có thể nói như vậy? Người đàn ông trung niên đột nhiên đỏ mặt tía tai, hắn có chút tức giận. Dù anh không muốn mua cũng không thể sỉ nhục vật tổ gia truyền của chúng tôi. Tôi nghĩ sao thì nói vậy, ông quan tâm làm gì? Hạ Thiên có chút bất mãn. Tôi nói ông đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ông ăn đòn. Anh, sao anh lại không chịu nói lý lẽ như vậy? Người đàn ông trung niên tỏ ra cực kỳ tức giận. Đây là vật tổ truyền của chúng tôi. Nếu không phải vì vội vàng chữa bệnh cho con gái, sao tôi có thể lấy nó ra bán?
cậu không mua cũng chẳng việc gì, sao cậu lại nói vật tổ gia truyền của chúng tôi không đáng tiền? Chuyên gia đã nói rất rõ ràng, còn có cả giấy chứng nhận, cán chén của tôi có giá ít nhất cũng là 250.000, nếu cầm lấy đi đấu giá thì sẽ có giá trị cao hơn. Ai nói thứ này có giá 250.000 thì ông đến đó mà bán, tìm tôi làm gì? Hạ Thiên rất mất hứng. Tôi đã nói rồi, đừng làm phiền tôi, nếu ông thích lừa gạt thì cứ đi tìm người khác, tôi sẽ không quan tâm đến ông. Anh còn dám nói tôi lừa gạt người ta sao? Người đàn ông trung niên có vẻ cực kỳ tức giận, sau đó hắn gào lên với chung quanh. Mọi người đến phân xử xem, có người không nói lý lẽ như vậy sao? Con gái của tôi sinh bệnh sắp chết, tôi muốn có tiền giải phẫu cho con gái vì vậy quyết định lấy vật tổ gia truyền ra bán, anh ta không mua thì cũng chẳng sao, tưởng tôi là dân quê dễ ức hiếp sao? Người đàn ông trung niên gào lên lập tức làm vài người chú ý, vì thế mà có kẻ đến hát đệm. Tiểu tử, cậu như vậy là không đúng. Con gái người ta sinh bệnh đã rất đáng thương, sao cậu lại nói như vậy? Đúng vậy, người ta là dân quê cũng không dễ sống, không thể tùy tiện ức hiếp. Ôi, bây giờ người thành phố càng lúc càng kỳ cục. À, để tôi xem qua thế nào đã. Có vài người chỉ trích Hạ Thiên, cuối cùng còn có người cầm lấy cái chén của người đàn ông trung niên rồi cẩn thận quan sát một lượt, sau đó chợt vui sướng. Bảo bối, đúng là bảo bối. Tôi đã nói là bảo bối. Đây là vật tổ lưu truyền có giá trị 250.000, nơi đây còn có cả giấy giám định. Người đàn ông trung niên ra vẻ rất tức giận. Nhưng anh ta lại nói tôi gạt người. Anh trai, thế này đi, anh bán cho tôi đi, tôi trả anh 300.000, thế nào? Mở miệng là một người đàn ông hơn 30, cách ăn mặc rất biết hợp mốt, điều này làm người ta sinh ra cảm giác hắn rất có tiền. Được, được, tất nhiên là được. Tiên sinh, anh thật sự là người tốt, là người tốt. Cảm ơn anh là người cứu mạng con gái tôi. Người đàn ông trung niên tỏ ra cực kỳ kích động. Nhưng, anh trai, hôm nay tôi đến đây thăm bạn, không mang theo tiền. Thế này đi, anh ở đây chờ một lúc, nửa giờ sau tôi sẽ đến lấy hàng, thế nào? Người đàn ông ăn mặc hợp mốt nói. Được, không có vấn đề, nửa giờ thì nửa giờ. Người đàn ông trung niên lập tức đồng ý. Tôi đi trước, chút nữa gặp lại. Người đàn ông ăn mặc hợp mốt vội vàng bỏ đi, bộ dạng rất gấp. Khi thấy giao dịch sắp thành công, đám người vây quanh cũng chuẩn bị bỏ đi, người đàn ông trung niên thì ôm khư khư lấy cái chén như ôm bảo bối. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, sau đó người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra, hắn nhận điện thoại, khi vừa nói được hai câu thì lập tức la lối tức giận. Cái gì, bọn họ sao có thể như vậy? Không phải là tối nay sao? Được, được, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Tôi sẽ nghĩ biện pháp, anh chờ một lúc, tôi sẽ lập tức quay lại. Người đàn ông trung niên cúp điện thoại, sau đó hắn đi qua đi lại với bộ dạng lo lắng, hắn vừa đi vừa nói. Sao lại có thể như vậy, bọn họ muốn cho con gái mình ra khỏi bệnh viện, đã nói là đêm nay sẽ giao tiền, vì sao bọn họ lại không tin, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Không thể chờ thêm nửa giờ nữa sao? Bên cạnh có người nhắc nhở. Nhưng bệnh viện chết tiệt kia lại không muốn đợi. Nói rằng chúng ta đã thiếu nhiều tiền viện phí, nếu không trả sẽ đuổi người, bây giờ bệnh viện đã nói như vậy, nửa giờ cũng không đợi. Bọn họ nghĩ rằng tôi đang kéo dài thời gian, cảm thấy dân quê như tôi không thể có tiền chi trả. Người đàn ông trung niên có vẻ rất tức giận, cũng rất bất đắc dĩ. Ngay sau đó ánh mắt hắn chợt sáng lên, hắn kéo tay một người đàn ông ở gần bên. Chú em, cầu xin chú, giúp tôi một việc, tôi bán cái chén cho cậu với giá 200.000. Tôi chỉ cần 200.000 là được, chút nữa cậu chỉ cần chuyển tay là có được 100.000 lợi nhuận, tôi thật sự cần tiền rất gấp. Điều này, anh trai, không phải tôi không muốn giúp anh, thật sự là tôi không có tiền. Người đàn ông bị giữ chặt tay có chút bất đắc dĩ, sau đó hắn quay đầu nhìn những người khác. Các anh có ai có tiền thì giúp anh ấy một chút, dù sao cũng sẽ không lỗ, vừa giúp người vừa có tiền, sao không làm? Tôi cũng không có nhiều tiền như vậy. Một người đón lời. Tôi cũng không có. Một người trả lời. Mọi người đều nói không có tiền, chỉ có duy nhất Hạ Thiên đứng ở chỗ kia không nói một lời, bộ dạng xem trò vui. Này cậu em, cậu chắc là có tiền chứ? Người đàn ông bị giữ chặt tay cuối cùng cũng mở miệng với Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 620.